Vị khách đến sớm. Ngày mai là tiết thanh minh rồi. Từ đầu xuân đến giờ tôi bận rộn suốt, không hề được nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều, lúc giảng pháp cho chư Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi. Quả thật, tôi rất thèm có thời gian được nghỉ, nhưng ước mơ này xem ra cũng khó với tới. Khuya này ngủ không được, tôi quyết định thức dậy tụng khóa sớm. Như mọi lần, tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra. Vừa nhìn bên ngoài thì bủng rủng hết hồn. Tuy còn khuya, nhưng bầu trời ở Đông Bắc tương đối sáng tỏ hơn thành thị. Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trước mặt mình hiện sừng sững một nữ quỷ tóc xõa dài, hai chân cách đất, không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che phủ hết. Nếu như chuyện bình thường thì tôi không sợ, nhưng hôm nay do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc miệng ra. Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào. Họ nói với tôi, cô gái này thường đến đây cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát hiện, có lẽ cô cùng người có duyên đó. Giờ chúng tôi hàng ngày luôn tụng kinh hồi hướng cho chúng sinh, nên có thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng? Thần bảo tôi, nếu muốn giao lưu với nữ quỷ này, xin người hãy định tĩnh, dùng tâm trò chuyện với cô ta. Thế là tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm. Tôi hỏi nữ quỷ bằng tư tưởng, vì sao cô hiện hình nhát tôi? Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc. Tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết làm sao để cô ngưng khóc, liền đưa tay sờ vào cô định vỗ về. Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào phát hiện cảm giác trống rỗng như hư vô. Tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết làm sao an ủi cô. Nhìn thái độ chưng hửng của tôi, nữ quỷ bắt tức cười lên tiếng, tôi biết người tên gì, cũng biết người luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe kinh đã được một tháng rồi, hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị người thức dậy quá sớm và phát hiện. Người mệt như thế mà hằng ngày còn bỏ công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ. Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi, xin người hãy niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, thì lập tức hình dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm người sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt. Cũng xin người hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất nặng, sẽ làm tổn hại đến người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 10 lần. Kỳ tích xuất hiện, nữ quỷ liền biến thành xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta. Trông cô rất khả ái. Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh Phật cho, vì rất có ích cho chúng sinh. Tiếp đến, cô kể tôi nghe, cô là người sinh ra ở địa phương này, năm 19 tuổi nhảy lầu chết. Cô kể mình hiện là oan hồn cô độc, do tôi tự tử nên không được đầu thai, phải ở nơi cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạc vất vưởng trong dân gian. Tôi hỏi, vì sao cô chẳng đọa địa ngục? Cô đáp, ác nghiệp của tôi chưa đáng phải vào địa ngục, nhưng dù tôi không xuống địa ngục thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là bao. Bởi vì hằng ngày cứ đúng giờ khắc tôi đã tự sát chết như thế nào thì phải tái diễn lại y hệt vậy, nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử, nếm lại cảm giác dông thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu này suốt 10 năm rồi, ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử như thế, khổ không thể tả.
chưa kể kiếp quỷ bất như ý, dứt dưỡng đối khác, khổ hơn làm người ức vạn lần. Nếu biết như vậy, tôi đã không tự tử làm chi? Nữ quỷ kể, 10 năm trước, sau khi cha mẹ cô ly hôn, tòa phán quyết cô về ở với mẹ. Nhưng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ. Sau đó vì ông cha ghẻ đồi bại này cưỡng hiếp cô, cô mét lại với mẹ ruột. Nhưng bà chẳng những không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất, đứng từ trên lầu nhà mình nhảy xuống tự sát. Cô còn nói rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng. Cô nói: chẳng phải nhà đồ đệ người ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi chỉ có 11 căn. Chiều đó tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình, đúng là đã tìm ra nhà mẹ nữ quỷ. Khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thật có việc này. Nữ quỷ lại kể cho tôi nghe cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ, làm cho cha ghẻ bị mắc bệnh ung bú ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhưng bà lại chẳng tin. Cô bảo tôi cô làm cho mẹ bị giả quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm khốn đốn. Cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm để tương lai thoát khổ. Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho tôi biết sự thật. Tôi rất não lòng vì thấy cô quá đáng thương. Mới 19 tuổi đầu mà sao cô quá khổ như vậy? Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt, nên tôi muốn ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc mẹ cô, bởi vì chúng tôi chưa từng quen biết bà. Nếu kể rõ mọi chuyện về tình cảnh và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, minh bạch nhân quả. Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã 1 tháng rồi. Khoảng 6 tháng nữa, cô sẽ được sinh về cõi trời, đến một nơi rất tuyệt mỹ. Cô còn nói, người thế gian hiện tại ngu giống y như tôi hồi xưa vậy. Tuy được mang thân người, nhưng đa số bọn chúng thấy đều không biết trân quý. Vì vậy, người nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi người biết, khuyên họ không nên tự tử. Phải hiểu rằng quả báo tự sát rất đáng sợ, rất thống khổ, chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Được mang thân người là rất quý hiếm mà không biết. Nếu cứ mê bụi phụ bỏ thân người rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn bụi. Thống khổ này không kể xiết. Bây giờ có người và chư vị khác tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn đến nghe mà tương lai được thăng thiên. Nói xong, cô nói với tôi, gà gáy rồi, cô phải đi ngay, vì cô không thể nhìn thấy mặt trời. Nữ quỷ đi rồi, tâm tư của tôi trở nên nặng nề. Tôi thầm nghĩ, người thời nay chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là do quan gia trái chủ tìm đến trả thù, báo oán. Người ta ngày ngày vào bệnh viện mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn năn, lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện để cứu chuộc các tội đã làm. Mà dù họ chịu thực hành đi nữa, nhưng chỉ cần tụng vài biến kinh chưa thấy có hiệu quả thì đã vội kết luận là Phật gạt lừa người, rồi vứt hết công phu. Tại sao bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình, nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết bao nhiêu tội diệt chứ? Con người thối thường, làm gì cũng muốn thu vào, không chịu cho ra. Hiện tại, tôi rất đuối mệt vì chuyện giao tiếp, bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ đắc tội với nhiều người. Nhưng các bạn có biết chăng, hiện nay
người nói lời thật không có nhiều đâu. Tôi viết như vậy không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng những lời xây dựng giúp bạn hoàn thiện phẩm hạnh thì nên chịu khó lắng nghe, tiếp thu. Ngày mai là tiết thanh minh rồi, người ta sẽ đốt vàng mã bên đường rất nhiều, nhưng tôi không thấy vui chút nào. Các bạn biết vì sao không? Bởi tôi nghĩ thay vì đốt vàng mã, các bạn nên tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho người đã khuất, thì tổ tiên và thân nhân các bạn sẽ được nhiều lợi ích. Nếu có thể tu sửa bản thân, ăn chay, hành thiện, phóng sinh, bố thí, tụng kinh, đem công đức đó hồi hướng cho quyến thuộc nhiều đời tiêu diệt, siêu bạc toàn bộ thân nhân đã khuất, thì đây mới là đại hiếu chân chính. Đang viết đến đây thì chợt nghe ông lão dưới lầu qua đời, con cái báo hiếu bằng cách mướn nguyên đồ nhạc, cho đàn trống rùm beng diễn tấu sùm, có đủ các khúc ca cổ lẫn ca tân. Mắt tôi bỗng ướt đẫm. Trời ạ, đến bao giờ người ta mới hiểu và chịu thực hành hiểu đạo chân chính đây? Ngó bộ hôm nay đội hòa nhạc đang hòa tấu ầm ĩ kia sẽ quấy rầy tôi và cả khu phố này suốt đêm. Chân ngữ. Lời người dịch. Trước đây khi nghe Ngài tuyên hóa giảng là những người tự tử chết đi rồi, ngày nào cũng phải diễn lại cảnh tự sát của mình, tôi hoài nghi không tin. Nhưng bây giờ câu chuyện này đã khiến tôi phải suy gẫm. Thêm nữa, Kinh Phật nói rằng danh hiệu Phật có uy lực thù thắng vi diệu vô cùng, do công đức tu tập hoàn hảo và đại nguyện của các ngài chiêu cảm nên. Chúng ta ở cõi người, có muốn kiểm chứng thì cũng là kinh nghiệm cá nhân tự biết, do không phổ cập nên ít người hiểu rõ. Khi dịch câu chuyện tới chỗ nữ quỷ yêu cầu niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai là một trong bảy vị Phật được nêu danh xưng niệm trong bài Thí Thực Cúng Vong, thì nhan diện cô lập tức chuyển tốt, chứng tỏ cổ đức khi biên soạn bài kinh này đã hiểu sự huyền diệu của các thánh danh. Ở cõi người chúng ta không thấy biến hình rõ rệt và nhanh như cõi quỷ, nghĩa là khi các pháp hội lễ sám được tổ chức, các chúng sinh vô hình đến nghe kinh phát tâm hoan hỷ thiện lành, nhờ đó mà sắc thân chuyển tốt. Nếu là quỷ đói thì được no đủ, thậm chí còn được chuyển sinh sang thiện cảnh ngay, nhờ chuyển ác tâm thành thiện tâm. Do đó mà chư thánh xưa từng tổ chức lập đàn tràng sám pháp cầu cho người dương kẻ âm trên bờ dưới nước. Nhưng để người cầu cho vẫn không bằng tự tu. Kinh cũng giải thích, nếu nhờ người cầu hay tạo phúc cho thì người thực hành sẽ hưởng phúc 6 phần, còn kẻ được hồi hướng chỉ hưởng được 1 phần. Và các kinh điển luôn nhắc bản thân mỗi người nên tự tu để hưởng trọn thành quả công phu. Kinh Địa Tạng được xác nhận là một bộ kinh tiêu tội tiêu nghiệp, tăng công đức rất nhanh nhờ uy lực đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Nhưng đã có người bị bệnh nan y, lo phóng sinh, hành thiện, tụng đến 108 bộ mà vẫn không có kết quả. Khi họ hỏi, Quả Khanh giải thích là do người tụng còn ăn mặn, vì vậy người ăn mặn tụng sẽ không linh. Phải cử ngũ tân, ăn chay trì giới, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và định tâm chuyên nhất mà tụng sẽ thấy hiệu quả rất nhanh. Việc này xin để độc giả tự thực nghiệm kiểm chứng. Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực
có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, cho hết dãy giụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy giụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường đọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó, chứng đau bao tử bộc phát. Tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây, nhưng vô hiệu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi các bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói, nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Dần đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng? Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia, có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó, mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng
cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng, nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn 3 bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với 5-3 bạn dậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo, hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dồn đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm. Nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau: tôi mà có lấy giải như mấy người nói hả, thì sao bị xe đụng chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao cho đây. Nguyễn Thị Thoại, 88 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thoại sinh năm 1919, quê quán tại xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Lược, cư ngụ tại xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.
Hai ông bà có tất cả là 6 người con gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra, còn làm nhiều nghề khác như nấu rượu, nuôi heo, xay gạo và mua cá linh ủ mắm để bán. Đến năm 1972, vào khoảng tháng 6, ông chồng bị tai nạn ghe máy, khi chuyển tới bệnh viện thì qua đời, bỏ lại một đàn con thơ côi cút. Cô con gái út hãy mới lên 10 tuổi. Từ đó, đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha, sớm hôm tảo tần nuôi con, bon chen với xã hội, vật lộn với cuộc sống để tạo ra chén cơm manh áo. Bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là vất vả, gót chân trần dông ruổi mãi ngày đêm. Đã sinh vào cõi bi thương, trăm ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, tháng năm đầy những khổ hình, sầu đau chồng chất, tội tình hòa tai, ngao ngán kiếp sống đọa đài, ngậm ngùi thân phận lạc loài thê lương, lạnh lùng đêm vắng canh trường, buốt lòng lữ khách bên đường mưa giăng. Ngẫm nghĩ về nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, thấm thía với nắng mưa sương gió của đời mình, nên năm 1975, bà phát tâm trường chay, sớm chiều hai thời lễ Phật. Tuy vậy, hạt giống bồ đề vẫn còn yếu ớt, mãi đến gần cuối thập niên 80 trở đi mới thực sự đâm chồi nảy lọc. Lúc này bà thường xuyên tham dự các kỳ Phật thất tổ chức mỗi tháng một lần tại phòng thuốc nam của cô Bảy Lánh ở chợ Thốt Nốt. Nhờ nghe Chư Liên Hữu giảng giải Phật Pháp hàng tháng vào dịp Phật thất, nền tảng tịnh tông của bà dần dần được hình thành và thực sự kiên cố. Tính tâm mỗi lúc một sâu chắc, nguyện lực mỗi lúc một thiết tha, cộng thêm sự trợ duyên của các bạn đạo, bà đã hành trì ngày một tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, bà còn tham gia thêm các ngày niệm Phật được tổ chức định kỳ tại chùa Thanh Quang hoặc tại nhà chư đồng đạo các nơi. Công khóa lễ bái của bà cũng được tăng thêm 4 thời trong ngày, 24 giờ. Lúc này tính tình bà thay đổi nhiều so với những tháng năm trước đó, luôn vui vẻ dễ dãi nên ai ai cũng đều kính mến. Như dần trăng tròn rồi khuyết, như nước sông lớn rồi rộng, có người trên cõi đời này cũng thế. Thời thanh xuân cường tráng đã trôi qua thì phải đến lúc già nua và bệnh tật. Năm 2004, do sức khỏe yếu, bà không còn tới lui các khóa niệm Phật mà chỉ ở nhà chăm chỉ tu hành. Thỉnh thoảng Chư Liên Hữu ghé thăm khuyến tấn, bà vô cùng cảm kích và vui mừng. Bà hết lòng tin tưởng vào lời thề nguyện của đấng từ phụ A Di Đà. Bà tin chắc thật rằng khi lâm chung sẽ được ngài tiếp độ giảng sanh về thế giới cực lạc, nên ngày ngày bà đều thỉnh nước cúng để uống thay thuốc, thể theo lời chỉ dạy: thành lòng nước lã đên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban. Bằng cái nhìn thế gian thường tình rằng một khi đã lâm vào hoàn cảnh bệnh hoạn thì đó là bất hạnh, nhưng đối với những ai khao khát tìm cầu thoát ly sanh tử luân hồi thì lại là dịp hy hữu tốt lành. Kể từ đó, sự niệm Phật của bà ngày một chí thiết chí thành hơn. Mẹ đấy con, dù cho nhồi quả, tự nhủ lòng chớ già đúng nao, càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con, lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành, chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con, mỗi khi nguy khốn mà vẫn vui không núng tim gan, là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Hai năm sau, vào năm 2006, bà phát bệnh nặng, các con đưa đi nhập viện tại Thốt Nốt, kế đó chuyển lên bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa cột sống. Vài hôm sau, bà xuất viện về nhà. Kể từ đó, thể trạng của bà kém dần, ít đi đứng mà nằm nhiều hơn, đặc biệt là tay bà lúc nào cũng lần chuỗi. Gần cuối năm, ngày 12 tháng 10 năm 2006, bà bệnh trở nặng, thân nhân cho vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ điều trị. Bà thường lên cơn mê sản, miệng cứ đọc xám kệ gian dội suốt ngày suốt đêm. Bác sĩ dùng thuốc trấn kinh an thần cứ tăng liều dần, cho đến gấp 3 lần so với bệnh nhân thường, mà chứng bệnh vẫn không thuyên giảm.
ba hôm sau cũng thế, nên thân nhân xin bác sĩ cho bà ra về. Về nhà nằm trên giường, bà thường thấy đám con nít vào đầy cả nhà, liền bảo các con đuổi chúng ra. Có khi bà nhìn thấy gạo đổ đầy trên đất, liền kêu gọi mọi người lụm lên tiếp. Có lần thấy cá thật nhiều, có lúc thấy đứa em trai và đứa em gái đã mất đến lôi chân của mình kéo đi. Bà giãy chân và nói là không đi, vì biết đây là quả báo do túc nghiệp nhiều đời trước, nên chư Liên Hữu đề nghị các con cháu phát tâm làm các việc phước thiện như phóng sanh, in địa ấn tống để hồi hướng công đức và cầu an cho bà. Các đồng đạo được sự thỉnh mời của gia đình nên đến cầu an hộ niệm cho bà rất đông. Đến ngày thứ ba thì bệnh tình dường như khỏi hẳn. Khi thần trí minh mẫn trở lại, bà nói với mọi người nên cầu nguyện thêm cho bà vài hôm nữa. Các con của bà tiếp tục tổ chức, đến ngày thứ 9 mới dừng lại. Tháng Giêng năm 2007, bà phát bệnh lại, sức khỏe càng kiệt rõ rệt. Trước khi mất 10 ngày, bà không ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước. Tuy vậy, bà vẫn tỉnh táo, sáng suốt, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Khi các con và rể ghé thăm, bà dặn dò: các con nên sắp xếp công việc làm ăn để đưa má theo Phật. Chiều ngày mùng 1 tháng 2, bà mệt nhiều, thân nhân tề tự cầu an và hộ niệm đến 12 giờ khuya. Cơn mệt mỗi lúc một tăng thêm. Các con đưa bà ra nhà trước, trợ niệm mãi đến 4 giờ sáng. Hơi thở bà yếu dần và nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc ấy là mùng 2 tháng 2 năm 2007, bà hưởng thọ 88 tuổi. Chư đồng đạo hay tin lũ lượt kéo đến hộ niệm thêm 6 giờ đồng hồ nữa. Sau đó khám nghiệm thì toàn thân đều lành, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm, nét mặt sáng rỡ hơn so với bình thời. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, người con gái thứ 5 Lê Thị Bo vào dọn dẹp giường nằm hàng ngày của bà. Khi cuốn mùng lại thì nghe có mùi thơm lạ, bèn chạy ra gọi mấy đứa cháu ở xóm đến xem. Chúng cũng ngửi được mùi thơm lạ lùng như chị. Kể từ đó, vợ chồng chị cũng phát tâm lễ Phật trường chay. Thuật theo lời Lê Thị Bo, con gái của bà. Nguyễn Thị Tý, 90 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tý sinh năm 1922, cha là cụ ông Nguyễn Văn Ngà, mẹ là cụ bà Phan Thị Mão. Bà có tổng cộng là 7 anh chị em và bà đứng thứ 7 trong gia đình. Khi lên 28 tuổi, bà kết hôn với ông Lê Văn Bính, cư ngụ tại khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Hàng ngày gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng rẫy. Thuở nhỏ bà không có đi học, được người quen chỉ chút ít và thường nghe băng đĩa đọc giảng, nên dần dần bà cũng đọc được rất nhiều kinh kệ. Tính tình bà hiền lành, giản dị, siêng năng, cần mẫn, nhẫn chịu khổ khó trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, bà thường phải đối diện với nhiều chướng ngại khó khăn, nhưng bà không hề oán hờn, trách than, mà trái lại. Có lẽ đây là những động lực giúp cho thiện căn quá khứ sớm đâm chồi nảy nở. Thế nên năm 1976, bà phát tâm trường chay, niệm Phật cầu sinh tịnh độ, hầu thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi đầy thống khổ và kiếp sống vô thường tạm bợ, như lời nhận định của cổ đức: hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu, càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn, những điều sầu khổ ngàn muôn
mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau. Người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Ấy là định mạng người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư? Há không cầu đạo chân như, để mau giải thoát kiếp người trần gian, dứt xong ba nẻo sáu đàn, quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa sen cực lạc ngồi hoài tự do. Tu hành cần phải sớm lo, tử sanh là việc lớn to của người. Nan tri sống chết nay mơi, mau tu kẻo chẳng kịp trời kêu tên. Ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Vào năm 1977, bà giao phó hết việc nhà cho các con. Còn phần mình thì dành hết thời gian đi làm đạo và công phu lễ niệm nhiều hơn để chuẩn bị chu toàn cho quãng đời còn lại của mình. Cũng từ đây, đời sống của bà ngày càng thêm giản dị. Bà luôn kỹ mướt phần mình, nhất là từ miếng ăn cho đến tắm mặt, để lo bố thí giúp người, tham gia các công tác từ thiện xã hội. Thỉnh thoảng, bà cùng các bạn đạo như bà Nguyễn Thị Thoại, Nguyễn Thị Chính đi cầu nguyện làm tuần, hộ niệm cho bạn đạo quanh vùng và thường xuyên tham dự các khóa niệm Phật tổ chức tại chùa Thanh Quang, chùa Tây Lâm Phước hoặc các nhà của chư đồng đạo. Dù hoàn cảnh thời tiết mưa nắng thế nào, bà cũng không vắng mặt. Con cháu cũng như xóm giềng, ai cũng đều cảm mến hạnh đức của bà. Hàng ngày, bà cũng thường khuyên nhắc các con cháu phải biết lo tu hiền, tin sâu Phật Pháp. Mỗi khi nói chuyện với ai, bà cũng chỉ đề cập đến chuyện tu hành niệm Phật mà thôi. Bà chưa hề nói chuyện bông lông và chuyện xấu dở của người. Đến năm 83 tuổi, do vì lớn tuổi, đi lại không thuận tiện, nên bà chỉ ở nhà, chuyên lo niệm Phật, không còn tham dự những khóa tu ở các nơi như trước nữa. Mỗi ngày bà hành trì bốn thời. Lễ Phật xong thì bà ngồi niệm Phật từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Sau giờ cơm trưa, bà đi kinh hành, niệm Phật 9 dòng rồi mới đi nghỉ. Ngày nào cũng đều đặn như thế không thiếu sót. Ngoài ra, trên tay bà lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần niệm Phật. Rảnh rỗi, bà cũng thường nghe băng đĩa. Bà thường nghe đi nghe lại nhiều lần, và tâm đắc nhất là quyển Khuyến Thiện của Ngài Vô Danh Cư Sĩ. Thỉnh thoảng có liên hữu Tư Đậm, Tư Rô ghé thăm, hướng dẫn về pháp môn tịnh độ và sách tấn tinh thần cho bà, thì bà chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thích thú lắm. Cũng trong thời gian này, do bà có tính cẩn thận chu đáo, phần thì thấy mình đã quá lớn tuổi, lại thêm con cháu trong gia đình chưa am hiểu gì nhiều về Phật Pháp, nên bà đã âm thầm chuẩn bị sắp xếp mọi thứ về hậu sự của mình, từ y phục cho đến cách thức hộ niệm và việc chôn cất. Bà có thói quen khi nào bệnh, bất cứ là bệnh gì, thì thỉnh nước cúng uống với giấy vàng. Trước khi uống, bà chí tâm cầu nguyện, nên tất cả đều biến thành linh dược. Do con bà không hiểu và không tin, bèn đem giấy vàng cất giấu đi, nên đến tháng Giêng năm 2010, bà đi cầu nhiều lần và nôn ra rất nhiều chất bã màu đen. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện. Mặc dù bà không muốn nhưng vẫn chiều theo ý các con. Đến bệnh viện Thốt Nốt, bác sĩ chẩn đoán là bệnh xuất huyết dạ dày. Điều trị khoảng 1 tuần thì xuất viện. Về nhà thời gian không lâu thì bệnh lại tái phát. Có lần mất máu quá nhiều, phải chuyển xuống bệnh viện đa khoa Cần Thơ để truyền máu. Mỗi lần truyền khoảng 600-800ml. Bệnh cứ dây dưa như thế suốt gần 2 năm. Mặc dù bệnh khổ, nhưng tinh thần của bà rất vững, chưa hề quạo quọ, rên than. Bà chỉ nằm im niệm Phật, ai đến thăm, bà cũng chỉ lo lần chuỗi niệm Phật.
Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2012, bà phát bệnh trở lại. Lần này thể lực của bà suy giảm trầm trọng. Sau một tuần lễ thì bác sĩ cho bà ra về vì thấy bà đã quá già yếu. Về nhà, bà không còn đi lại được nữa, cũng không còn tự chủ được về sự tiểu tiện, vệ sinh của mình. Bà phải hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc giúp đỡ của con cháu. Lúc này tay của bà yếu, không còn lần chuỗi được nữa, nhưng trái lại, bà rất tỉnh táo, không hề tỏ vẻ khổ đau, sợ hãi. Lúc nào bà cũng nhếch môi niệm Phật. Mỗi khi đau đớn nhiều, bà càng niệm Phật tha thiết, bởi muốn cho con cháu khỏi phải khổ cực vì phải lo chăm sóc cho mình, nên lúc nào bà cũng tha thiết niệm Phật cầu sớm được Đức Phật rước về cực lạc. Bà hạn chế tối đa về việc ăn uống, có khi chai nước lọc bên cạnh chỗ nằm để thấm giọng mà bà uống rất lâu ngày mới hết. Có đêm nọ bà đau nhiều quá, bà chí thành niệm Phật cầu xin Đức Phật sớm tiếp dẫn bà về cực lạc. Một lát sau, bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Con hết đau rồi." Sáng lại thì bà cảm thấy trong người nhẹ nhàng, không còn đau nữa. Từ đó, bà càng vững tin hơn vào công đức của câu vạn đức hồng danh. Sự tín tâm, nguyện tâm của bà ngày càng thêm tha thiết và sâu chắc hơn, nên bà cũng kể cho một ít bạn đạo nghe về điều huyền diệu này, những mong khích lệ lẫn nhau. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2012, vào khoảng 4 giờ chiều, bà mệt nhiều. Bà nhờ con cháu đưa bà ra bộ ngựa nhà trước, rồi mời đồng đạo đến hộ niệm cho mình. Hay tin bà mệt, chư liên hữu xúm lại cầu an và luân phiên hộ niệm xuyên suốt cho bà. Lúc ấy, bà vẫn nhếch môi niệm Phật theo. Trước khi mất 15 phút, bà nhờ con cháu đỡ ngồi dậy. Bà ngước mắt nhìn lên ngôi tam bảo, rồi khoát tay bảo đỡ nằm xuống, cứ như vậy đủ 3 lần. Sau khi nằm xuống, bà nằm nghiêng bên phải, rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người đang hộ niệm như ngỏ lời cảm ơn và từ giả. Rồi bà an nhiên chắp tay niệm Phật mà ra đi trong âm thanh vang rền Phật hiệu của hơn 20 đồng đạo. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút, chiều ngày 23 tháng 7 năm 2012, bà hưởng thọ 90 tuổi. Sau 12 tiếng hộ niệm, gương mặt bà càng thêm rạng rỡ, vui tươi, hai tay vẫn còn chắp nơi ngực, trong tư thế nằm nghiêng kiết tường, các khớp xương đều mềm dịu. Điểm đặc biệt là trước khi mất 2 tháng, lưng bà bị gù rất nặng, không thể nằm ngửa được mà chỉ nằm nghiêng một bên. Nhưng sau khi mất, lưng bà không còn gù nữa mà nằm ngửa trở lại được. Chư liên hữu khám nghiệm thì toàn thân bà đều lạnh, vì chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Lúc bình thời, bà luôn mong mỏi con cháu của bà sớm lo tu hiền, ăn chay niệm Phật, để sau này linh hồn cũng được Đức Phật tiếp dẫn. Lòng thành của bà như được cảm ứng. Sau khi chứng kiến sự ra đi của bà, thì người con thứ hai, thứ ba, thứ tư của bà đều phát tâm trường chay. Những vị còn lại cũng phát tâm sớm chiều lễ Phật và dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, hầu cố gắng noi theo gương hạnh của bà. Thuật theo lời ông Lê Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Đức, con trai và dâu thứ 6 của bà, cùng ban hộ niệm. Nguyễn Thị Sinh, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Sinh, tục gọi là bà Tám Gia,
sinh năm 1916, cư ngụ tại ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Khéo, mẹ là Nguyễn Thị Cam. Bà có hết thảy là 9 chị em và đứng thứ 5 trong gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Văn Gia, người cùng lối xóm, sinh được một người con trai duy nhất, sau nuôi thêm một cô con gái, định cư tại chợ xã Trung An. Nhà số 109, tổ 12, sinh sống bằng nghề buôn bán và làm rẫy. Tính tình của bà rất hiền lành, cần kiệm, thích bố thí. Thuở nhỏ, vì gia đình nghèo nên bà không được đi học. Đến năm 30 tuổi, bà học lớn trong cuốn vần mà đứa con đang học. Mỗi khi rảnh, bà đọc theo. Dần dà kinh sách bà đọc được hết. Ký ức của bà rất tốt. Kinh kệ đọc qua vài lần là bà thuộc liền. Năm 1967, bà bắt đầu tập ăn chay, lễ bái và kết giao với các bạn đạo như là bà Ba Vàng, bà Trương Thị Hần, bà Nguyễn Thị Chính, mạnh mẽ làm các việc phước thiện hơn trước. Đến tháng 10 năm 1970, bà phát tâm trường chay và có ý định chuyên tu. Bà nói với Hai Thành: "Con cất cho mẹ một cái cốc để mẹ lo tu hành giải thoát. Còn mấy cái đồ kinh doanh này là mấy cái đồ giả, mẹ không còn ham muốn giữ nó làm gì con ơi. Mẹ giao hết cho cha con và con làm gì thì làm, chứ mẹ không có còn nghĩ gì tới nữa hết." Thấy vậy, ông chồng liền than rằng: "Gia đình đang làm ăn phát đạt mà mẹ mày không lo tiếp, sau này thất bại, nghèo khổ, người ta sẽ chê cười." Nhưng bà vẫn nhất quyết giao mọi việc lại cho chồng con. Từ đó, bà thường đến những liên hữu đã tu trước, có khi đôi ngày mới về nhà một lần, có khi đến 5-7 ngày mới về. Thế vậy, Hai Thành hỏi: "Mẹ đi đâu mà lâu quá mới về?" Bà đáp: "Mẹ đi kiếm nơi ẩn náu để lo tu hành." Đến năm 1974, bà thường hay đến chùa và đi viếng vùng bảy núi ở Châu Đốc cùng với một số bạn đạo. Bà còn bảo con mua cho một cái máy thu băng để bà nghe kinh giảng. Mỗi đêm bà thường mở máy từ 3 giờ khuya. Biết được quyết tâm tu hành tha thiết của bà, nên chồng và con mua nửa công đất cách nhà 1.700 mét ở xóm dưới, cất một gian nhà để bà tiện bề tấn đạo và cho đứa cháu gái lo việc chăm sóc hàng ngày. Đi bà cũng thường nhức đầu cảm lạnh. Có được gian tình thất thích hợp với sở nguyện, bà tinh chuyên lễ bái, chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương. Bởi vì ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người. Tâm như chông chóng giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Các việc xấu dỡ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo bới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới chứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Năm 1979, sau khi chồng mất, bà cảm nhận dầu tiền của lầu đài muôn dặm, khi chết rồi cũng nắm tay không, chẳng đem một cắt một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi. Nên bà hạ quyết tâm, thân là giả thân, đời là tạm đời, ham mấy cũng bỏ, mê mấy cũng thôi, đặt vọng tiêu theo xác, dục lạc tan theo hơi, giả tràng luống công xe cát, phút giây bao lượng sống đùa trôi, lấy đó mà suy rộng, việc trần sẽ thối lui, cầu được thân sen hồn Phật, dứt đường sinh tử luân hồi. Kể từ đó, bà càng tinh chuyên hành trì thêm hơn. Đến ngày mùng 8 tháng 6 năm 1983, Hai Thành đi Thốt Nốt ghé thăm. Bà dặn: "Chiều nay con xuống ăn cơm với mẹ." Trong lúc dùng cơm, Hai Thành và đứa cháu nội vừa ăn vừa trò chuyện. Bà lại bảo: "Con về nói với vợ con, mai làm bánh cho mẹ ăn." Con nói: "Mẹ sắp về Phật rồi." Hai Thành không tin nên hỏi: "Làm sao mà về được, về bằng cách nào?" Bà đáp: "Tới ngày đó con biết liền." Sáng hôm đó,
cô con dâu đã chuẩn bị sẵn bánh, dự định tan phiên chờ sáng sẽ đem xuống cho bà. Chẳng ngờ bà lót toát lên tới. Vì lúc nãy trời mưa tầm tã, vừa lên tới nhà bà nói: "Trời mưa hoài đi bộ không được nên mẹ đi xuồng. Lên đây ngủ một đêm, đến 12 giờ mẹ theo Phật." Hai Thành vẫn hoài nghi, vội bảo vợ dọn bánh cho bà ăn. Bà nói: "Mẹ lạnh quá, không ăn được." Hai Thành bèn nhóm lửa hơ cho bà, vì mưa ướt cả người. Bà bảo: "Trùm mền lại cho ấm và rước anh ba thơm. Lương y gần đó đến xem mạch cho các con biết mà lo, chứ mẹ không sợ chết đâu. Trước sau mẹ cũng về với Phật, đêm nay đúng 12 giờ." Hai Thành nói nhỏ với vợ: "Mẹ như vậy chẳng lẽ chết sao? Mẹ có đau gì đâu. Nếu 12 giờ mà không có như mẹ nói, người ta sẽ cười á." Bà lại bảo cô con dâu sai mấy đứa cháu qua nhà bà Ba Vàng, vốn là bạn thân thiết của bà, xin ba bông sen để bà cầm về Phật. Nhà bà Ba ở rạch Sa Mau, cách nhà bà chừng một cây số. Chiều tối đứa cháu nội đến xin bông. Bà Ba đốt đèn đi hái bông sen, nhưng chỉ được 2 bông. Bà mới ngắt thêm 1 bông huệ gộp chung cho đủ 3, rồi bà giao cho đứa bé. Đứa cháu nội đem về trình lên bà. Bà nói: "Vậy cũng được." Đến chiều tối thầy lương y mới tới. Bà nói: "Nhờ anh ba xem mạch giùm, có làm sao nói vậy cho con cháu tôi biết. Tôi không có sợ chết đâu anh ba." Chẩn mạch xong, thầy lương y đáp: "Mợ Tám không sao đâu, chỉ tỳ hơi yếu và bị lạnh thôi, khỏi hút thuốc." Ông nhắc lại đến 2 lần. Khi thầy ba ra về, bà vợ đưa ra bộ ngựa phía trước. Đến 9:40, bà mệt nhiều. Bà con xung quanh xúm lại khoảng 20 người, hiệp cùng gia đình niệm Phật. Một lát sau bà hết mệt, kêu Hai Thành đến dặn dò hậu sự. "Khi mẹ giảng sanh rồi á, con phải làm theo lời dặn, chớ trái ý. 1. Sau 8 giờ mới được động đến thân. 2. Dùng 7 miếng vạt để cất xác. 3. Trong thân tộc và con cháu khi đi chôn, không nên mượn người ngoài làm nhọc bà con. 4. Tuần thất và cúng phải làm chay. 5. Không được đem theo món gì, quần áo còn tốt thì nên bố thí cho người nghèo. 6. Chôn mã đất, đừng làm mã đá. 7. Ngày giỗ có chi cúng nấy, hãy cúng chay chứ đừng cúng mặn, tội lắm. Con phải nghe lời dặn của mẹ, ở lại ráng lo tu hiền." Nhắn nhủ xong, bà hỏi: "Mấy giờ rồi?" Lúc đó 11:50 đêm. Hai Thành đáp: "Mới hơn 10 giờ." Vì sợ nói mà không làm được như lời sẽ bị người ta cười, nên Hai Thành mới đáp như thế. Bà bảo tiếp: "Đưa bà cái bông đây để mẹ cầm về Phật." Bà cầm lấy bông và chắp tay vào ngực, bắt đầu thở mạnh. Khi ấy, cô Ba Liên, nhà kế bên, lấy dầu nước xanh hiệu Con Sóc thoa vào mũi bà. Bà bèn nói: "Cô đừng thoa vô, chất dầu này là đồ quế trượt lắm, mau lấy khăn nhúng nước lau sạch, mau đi." Khi cô con dâu lau rồi, bà gật đầu và nói lời cuối cùng: "Bà con ở lại ráng tu hiền đặng về Phật." Nói xong, bà thở hơi ra, từ từ buông 3 bông rơi xuống, nằm trên ngựa rồi xuôi tay, thẳng chân, nhẹ nhàng ra đi. Lúc này là 0:05, ngày 10/6/1983. Ở bên ngoài, những người xung quanh thấy trên nóc nhà của bà sáng hực, họ ngỡ là nhà cháy. 3-4 người cầm thùng, cầm thao chạy xuống sông múc nước. 3-4 người chạy đến nhà đập cửa. Đúng lúc bà vừa mới mất. Đồng đạo hay tin lần lượt kéo tới hộ niệm đến 9 giờ sáng. Bà hưởng thọ 67 tuổi. Gần đến giờ liệm, Liên Hữu tư thiệp: "Bà con cô cậu ruột với Hai Thành nói với Hai Thành rằng mợ Tám chắc ăn đã về Phật rồi." Hai Thành hỏi: "Làm sao anh biết?" Tư thiệp đáp: "Chú mày không tin, sợ đến đầu đi. Nó nóng như đưa tay vô nồi cơm đang sôi gì đó." Hai Thành y theo lời, quả thật nóng rang cả bàn tay. Cái chết của bà thật đẹp, thật bình yên,
cũng chính là nỗi ao ước của bao người con Phật. Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thuật theo lời Hai Thành, con trai của bà. Vị khách đến sớm. Ngày mai là tiết thanh minh rồi. Từ đầu xuân đến giờ tôi bận rộn suốt, không hề được nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều, lúc giảng pháp cho chư Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi. Quả thật, tôi rất thèm có thời gian được nghỉ, nhưng ước mơ này xem ra cũng khó với tới. Khuya này ngủ không được, tôi quyết định thức dậy tụng khóa sớm. Như mọi lần, tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra. Vừa nhìn bên ngoài thì bủng rủng hết hồn. Tuy còn khuya, nhưng bầu trời ở Đông Bắc tương đối sáng tỏ hơn thành thị. Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trước mặt mình hiện sừng sững một nữ quỷ tóc xõa dài, hai chân cách đất, không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che phủ hết. Nếu như chuyện bình thường thì tôi không sợ, nhưng hôm nay do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc miệng ra. Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào. Họ nói với tôi, cô gái này thường đến đây cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát hiện, có lẽ cô cùng người có duyên đó. Giờ chúng tôi hàng ngày luôn tụng kinh hồi hướng cho chúng sinh, nên có thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng? Thần bảo tôi, nếu muốn giao lưu với nữ quỷ này, xin người hãy định tĩnh, dùng tâm trò chuyện với cô ta. Thế là tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm. Tôi hỏi nữ quỷ bằng tư tưởng, vì sao cô hiện hình nhát tôi? Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc. Tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết làm sao để cô ngưng khóc, liền đưa tay sờ vào cô định vỗ về. Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào phát hiện cảm giác trống rỗng như hư vô. Tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết làm sao an ủi cô. Nhìn thái độ chưng hửng của tôi, nữ quỷ bắt tức cười lên tiếng, tôi biết người tên gì, cũng biết người luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe kinh đã được một tháng rồi, hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị người thức dậy quá sớm và phát hiện. Người mệt như thế mà hằng ngày còn bỏ công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ. Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi, xin người hãy niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, thì lập tức hình dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm người sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt. Cũng xin người hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất nặng, sẽ làm tổn hại đến người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 10 lần. Kỳ tích xuất hiện, nữ quỷ liền biến thành xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta. Trông cô rất khả ái. Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh Phật cho, vì rất có ích cho chúng sinh. Tiếp đến, cô kể tôi nghe, cô là người sinh ra ở địa phương này, năm 19 tuổi nhảy lầu chết. Cô kể mình hiện là oan hồn cô độc, do tôi tự tử nên không được đầu thai, phải ở nơi cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạc vất vưởng trong dân gian. Tôi hỏi, vì sao cô chẳng đọa địa ngục? Cô đáp, ác nghiệp của tôi chưa đáng phải vào địa ngục, nhưng dù tôi không xuống địa ngục thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là bao. Bởi vì hằng ngày cứ đúng giờ khắc tôi đã tự sát chết như thế nào thì phải tái diễn lại y hệt vậy, nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử,
nếm lại cảm giác dung thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu này suốt 10 năm rồi. Ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử như thế. Khổ không thể tả. Chưa kể kiếp quỷ bất như ý, dứt dưỡng đối khác, khổ hơn làm người ức vạn lần. Nếu biết như vậy, tôi đã không tự tử làm chi. Nữ quỷ kể, 10 năm trước, sau khi cha mẹ cô ly hôn, tòa phán quyết cô về ở với mẹ. Nhưng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ. Sau đó vì ông cha ghẻ đồi bại này cưỡng hiếp cô, cô mét lại với mẹ ruột. Nhưng bà chẳng những không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất đứng từ trên lầu nhà mình nhảy xuống tự sát. Cô còn nói rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng. Cô nói, chẳng phải nhà đồ đệ người ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi chỉ có 11 căn. Chiều đó, tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình. Đúng là đã tìm ra nhà mẹ nữ quỷ. Khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thật có việc này. Nữ quỷ lại kể cho tôi nghe, cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ, làm cho cha ghẻ bị mắc bệnh ung bú ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhưng bà lại chẳng tin. Cô bảo tôi, cô làm cho mẹ bị giả quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm khốn đốn. Cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm để tương lai thoát khổ. Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho tôi biết sự thật. Tôi rất não lòng vì thấy cô quá đáng thương. Mới 19 tuổi đầu mà sao cô quá khổ như vậy? Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt nên tôi muốn ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc mẹ cô, bởi vì chúng tôi chưa từng quen biết bà. Nếu kể rõ mọi chuyện về tình cảnh và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, minh bạch nhân quả. Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã 1 tháng rồi. Khoảng 6 tháng nữa, cô sẽ được sinh về cõi trời, đến một nơi rất tuyệt mỹ. Cô còn nói, người thế gian hiện tại ngu giống y như tôi hồi xưa vậy. Tuy được mang thân người, nhưng đa số bọn chúng thấy đều không biết trân quý. Vì vậy, người nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi người biết, khuyên họ không nên tự tử. Phải hiểu rằng, quả báo tự sát rất đáng sợ, rất thống khổ, chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Được mang thân người là rất quý hiếm mà không biết. Nếu cứ mê bụi phụ bỏ thân người rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn bụi. Thống khổ này không kể xiết. Bây giờ có người và chư vị khác tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn đến nghe mà tương lai được thăng thiên. Nói xong, cô nói với tôi, gà gáy rồi, cô phải đi ngay, vì cô không thể nhìn thấy mặt trời. Nữ quỷ đi rồi, tâm tư của tôi trở nên nặng nề. Tôi thầm nghĩ, người thời nay chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là do quan gia trái chủ tìm đến trả thù, báo oán. Người ta ngày ngày vào bệnh viện mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn năn, lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện để cứu chuộc các tội đã làm. Mà dù họ chịu thực hành đi nữa, nhưng chỉ cần tụng vài biến kinh chưa thấy có hiệu quả thì đã vội kết luận là Phật gạt lừa người, rồi vứt hết công phu. Tại sao bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết bao nhiêu tội diệt chứ? Con người thối thường, làm gì cũng muốn thu vào,
không chịu cho ra. Hiện tại tôi rất đuối mệt về chuyện giao tiếp, bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ đắc tội với nhiều người. Nhưng các bạn có biết chăng, hiện nay người nói lời thật không có nhiều đâu. Tôi viết như vậy không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng những lời xây dựng giúp bạn hoàn thiện phẩm hạnh thì nên chịu khó lắng nghe, tiếp thu. Ngày mai là tiết thanh minh rồi, người ta sẽ đốt vàng mã bên đường rất nhiều, nhưng tôi không thấy vui chút nào. Các bạn biết vì sao không? Bởi tôi nghĩ thay vì đốt vàng mã, các bạn nên tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho người đã khuất, thì tổ tiên và thân nhân các bạn sẽ được nhiều lợi ích. Nếu có thể tu sửa bản thân, ăn chay, hành thiện, phóng sinh, bố thí, tụng kinh, đem công đức đó hồi hướng cho quyến thuộc nhiều đời tiêu diệt, siêu bạc toàn bộ thân nhân đã khuất, thì đây mới là đại hiếu chân chính. Đang viết đến đây thì chợt nghe ông lão dưới lầu qua đời, con cái báo hiếu bằng cách mướn nguyên đồ nhạc, cho đàn trống rùm beng diễn tấu sùm, có đủ các khúc ca cổ lẫn ca tân, mắt tôi bỗng ướt đẫm. Trời ạ, đến bao giờ người ta mới hiểu và chịu thực hành hiểu đạo chân chính đây? Ngó bộ hôm nay đội hòa nhạc đang hòa tấu ầm ĩ kia sẽ quấy rầy tôi và cả khu phố này suốt đêm. Chân ngữ. Lời người dịch. Trước đây khi nghe Ngài tuyên hóa giảng là những người tự tử chết đi rồi, ngày nào cũng phải diễn lại cảnh tự sát của mình, tôi hoài nghi không tin. Nhưng bây giờ câu chuyện này đã khiến tôi phải suy gẫm. Thêm nữa, Kinh Phật nói rằng danh hiệu Phật có uy lực thù thắng vi diệu vô cùng, do công đức tu tập hoàn hảo và đại nguyện của các ngài chiêu cảm nên. Chúng ta ở cõi người, có muốn kiểm chứng thì cũng là kinh nghiệm cá nhân tự biết, do không phổ cập nên ít người hiểu rõ. Khi dịch câu chuyện tới chỗ nữ quỷ yêu cầu niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai là một trong bảy vị Phật được nêu danh xưng niệm trong bài Thí Thực Cúng Vong, thì nhan diện cô lập tức chuyển tốt, chứng tỏ cổ đức khi biên soạn bài kinh này đã hiểu sự huyền diệu của các thánh danh. Ở cõi người chúng ta không thấy biến hình rõ rệt và nhanh như cõi quỷ, nghĩa là khi các pháp hội lễ sám được tổ chức, các chúng sinh vô hình đến nghe kinh phát tâm hoan hỷ thiện lành, nhờ đó mà sắc thân chuyển tốt. Nếu là quỷ đói thì được no đủ, thậm chí còn được chuyển sinh sang thiện cảnh ngay, nhờ chuyển ác tâm thành thiện tâm. Do đó mà chư thánh xưa từng tổ chức lập đàn tràng sám pháp cầu cho người dương kẻ âm trên bờ dưới nước. Nhưng để người cầu cho vẫn không bằng tự tu. Kinh cũng giải thích, nếu nhờ người cầu hay tạo phúc cho thì người thực hành sẽ hưởng phúc sáu phần, còn kẻ được hồi hướng chỉ hưởng được một phần. Và các kinh điển luôn nhắc bản thân mỗi người nên tự tu để hưởng trọn thành quả công phu. Kinh Địa Tạng được xác nhận là một bộ kinh tiêu tội tiêu nghiệp, tăng công đức rất nhanh nhờ uy lực đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Nhưng đã có người bị bệnh nan y, lo phóng sinh, hành thiện, tụng đến 108 bộ mà vẫn không có kết quả. Khi họ hỏi, Quả Khanh giải thích là do người tụng còn ăn mặn, vì vậy người ăn mặn tụng sẽ không linh. Phải cử ngũ tân, ăn chay trì giới, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và định tâm chuyên nhất mà tụng sẽ thấy hiệu quả rất nhanh. Việc này xin để độc giả tự thực nghiệm kiểm chứng. Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương
nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây, mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn, cho hết dãy dụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường đọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó, chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi các bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói, nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Dần đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng? Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia, có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng,
nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó, mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ, ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng, nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn 3 bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với 5-3 bạn dậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo, hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dồn đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm. Nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy giải như mấy người nói hả, thì sẽ bị xe đụng chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây... Nguyễn Thị Thoại, 88 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thoại
sinh năm 1919, quê quán tại xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Lược, cư ngụ tại xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà có tất cả là 6 người con gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra, còn làm nhiều nghề khác như nấu rượu, nuôi heo, xay gạo và mua cá linh ủ mắm để bán. Đến năm 1972, vào khoảng tháng 6, ông chồng bị tai nạn ghe máy, khi chuyển tới bệnh viện thì qua đời, bỏ lại một đàn con thơ côi cút. Cô con gái Út hãy mới lên 10 tuổi. Từ đó, đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha, sớm hôm tảo tần nuôi con, bon chen với xã hội, vật lộn với cuộc sống để tạo ra chén cơm manh áo. Bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là vất vả, gót chân trần dông ruổi mãi ngày đêm. Đã sinh vào cõi bi thương, trăm ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, tháng năm đầy những khổ hình, sầu đau chồng chất, tội tình hòa tai, ngao ngán kiếp sống đọa đài, ngậm ngùi thân phận lạc loài thê lương, lạnh lùng đêm vắng canh trường, buốt lòng lữ khách bên đường mưa giăng. Ngẫm nghĩ về nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, thấm thía với nắng mưa sương gió của đời mình, nên năm 1975, bà phát tâm trường chay, sớm chiều hai thời lễ Phật. Tuy vậy, hạt giống bồ đề vẫn còn yếu ớt, mãi đến gần cuối thập niên 80 trở đi mới thực sự đâm chồi nảy lọc. Lúc này bà thường xuyên tham dự các kỳ Phật thất tổ chức mỗi tháng một lần tại phòng thuốc nam của cô Bảy Lánh ở chợ Thốt Nốt. Nhờ nghe Chư Liên Hữu giảng giải Phật Pháp hàng tháng vào dịp Phật thất, nền tảng tịnh tông của bà dần dần được hình thành và thực sự kiên cố. Tính tâm mỗi lúc một sâu chắc, nguyện lực mỗi lúc một thiết tha, cộng thêm sự trợ duyên của các bạn đạo, bà đã hành trì ngày một tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, bà còn tham gia thêm các ngày niệm Phật được tổ chức định kỳ tại chùa Thanh Quang hoặc tại nhà chư đồng đạo các nơi. Công khóa lễ bái của bà cũng được tăng thêm 4 thời trong ngày, 24 giờ. Lúc này tính tình bà thay đổi nhiều so với những tháng năm trước đó, luôn vui vẻ dễ dãi nên ai ai cũng đều kính mến. Như dần trăng tròn rồi khuyết, như nước sông lớn rồi rộng. Có người trên cõi đời này cũng thế. Thời thanh xuân cường tráng đã trôi qua, thì phải đến lúc già nua và bệnh tật. Năm 2004, do sức khỏe yếu, bà không còn tới lui các khóa niệm Phật, mà chỉ ở nhà chăm chỉ tu hành. Thỉnh thoảng Chư Liên Hữu ghé thăm, khuyến tấn, bà vô cùng cảm kích và vui mừng. Bà hết lòng tin tưởng vào lời thề nguyện của đấng từ phụ A-di-đà. Bà tin chắc thật rằng khi lâm chung sẽ được Ngài tiếp độ giảng sanh về thế giới cực lạc. Nên ngày ngày bà đều thỉnh nước cúng để uống thay thuốc. Thể theo lời chỉ dạy, thành lòng nước lã đên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban. Bằng cái nhìn thế gian thường tình rằng, một khi đã lâm vào hoàn cảnh bệnh hoạn thì đó là bất hạnh. Nhưng đối với những ai khao khát tìm cầu thoát ly sanh tử luân hồi thì lại là dịp hy hữu tốt lành. Kể từ đó, sự niệm Phật của bà ngày một chí thiết chí thành hơn. Mẹ đấy con, dù cho nhồi quả, tự nhủ lòng chớ già đúng nao, càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con, lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành, chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con, mỗi khi nguy khốn mà vẫn vui không núng tim gan, là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Hai năm sau, vào năm 2006, bà phát bệnh nặng, các con đưa đi nhập viện tại Thốt Nốt, kế đó chuyển lên bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa cột sống. Vài hôm sau, bà xuất viện về nhà. Kể từ đó, thể trạng của bà kém dần, ít đi đứng mà nằm nhiều hơn. Đặc biệt là tay bà lúc nào cũng lần chuỗi. Gần cuối năm, ngày 12 tháng 10 năm 2006, bà bệnh trở nặng, thân nhân cho vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ điều trị.
bà thường lên cơn mê sản, miệng cứ đọc xám kệ gian dội suốt ngày suốt đêm. Bác sĩ dùng thuốc trấn kinh an thần, cứ tăng liều dần, cho đến gấp 3 lần so với bệnh nhân thường, mà chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. 3 hôm sau cũng thế, nên thân nhân xin bác sĩ cho bà ra về. Về nhà nằm trên giường, bà thường thấy đám con nít vào đầy cả nhà, liền bảo các con đuổi chúng ra. Có khi bà nhìn thấy gạo đổ đầy trên đất, liền kêu gọi mọi người lụm lên tiếp. Có lần thấy cá thật nhiều, có lúc thấy đứa em trai và đứa em gái đã mất đến lôi chân của mình kéo đi. Bà giãy chân và nói là không đi, vì biết đây là quả báo do túc nghiệp nhiều đời trước, nên chư liên hữu đề nghị các con cháu phát tâm làm các việc phước thiện như phóng sanh, in địa ấn tống để hồi hướng công đức và cầu an cho bà. Các đồng đạo được sự thỉnh mời của gia đình nên đến cầu an hộ niệm cho bà rất đông. Đến ngày thứ 3 thì bệnh tình dường như khỏi hẳn. Khi thần trí minh mẫn trở lại, bà nói với mọi người nên cầu nguyện thêm cho bà vài hôm nữa. Các con của bà tiếp tục tổ chức, đến ngày thứ 9 mới dừng lại. Tháng Giêng năm 2007, bà phát bệnh lại, sức khỏe càng kiệt rõ rệt. Trước khi mất 10 ngày, bà không ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước. Tuy vậy, bà vẫn tỉnh táo, sáng suốt, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Khi các con và rể ghé thăm, bà dặn dò: các con nên sắp xếp công việc làm ăn để đưa má theo Phật. Chiều ngày mùng 1 tháng 2, bà mệt nhiều, thân nhân tề tựu cầu an và hộ niệm đến 12 giờ khuya. Cơn mệt mỗi lúc một tăng thêm. Các con đưa bà ra nhà trước, trợ niệm mãi đến 4 giờ sáng. Hơi thở bà yếu dần và nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc ấy là mùng 2 tháng 2 năm 2007, bà hưởng thọ 88 tuổi. Chư đồng đạo hay tin lũ lượt kéo đến hộ niệm thêm 6 giờ đồng hồ nữa. Sau đó khám nghiệm thì toàn thân đều lành, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm, nét mặt sáng rỡ hơn so với bình thời. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, người con gái thứ 5 Lê Thị Bo vào dọn dẹp giường nằm hàng ngày của bà. Khi cuốn mùng lại thì nghe có mùi thơm lạ, bèn chạy ra gọi mấy đứa cháu ở xóm đến xem. Chúng cũng ngửi được mùi thơm lạ lùng như chị. Kể từ đó, vợ chồng chị cũng phát tâm lễ Phật trường chay. Thuật theo lời Lê Thị Bo, con gái của bà. Nguyễn Thị Tý, 90 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tý sinh năm 1922. Cha là cụ ông Nguyễn Văn Ngà, mẹ là cụ bà Phan Thị Mão. Bà có tổng cộng là 7 anh chị em và bà đứng thứ 7 trong gia đình. Khi lên 28 tuổi, bà kết hôn với ông Lê Văn Bính, cư ngụ tại khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Hàng ngày gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng rẫy. Thuở nhỏ bà không có đi học, được người quen chỉ chút ít và thường nghe băng đĩa đọc giảng, nên dần dần bà cũng đọc được rất nhiều kinh kệ. Tính tình bà hiền lành, giản dị, siêng năng, cần mẫn, nhẫn chịu khổ khó trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, bà thường phải đối diện với nhiều chướng ngại khó khăn, nhưng bà không hề oán hờn, trách than, mà trái lại. Có lẽ đây là những động lực giúp cho thiện căn quá khứ sớm đâm chồi nảy nở. Thế nên năm 1976, bà phát tâm trường chay, niệm Phật cầu sinh tịnh độ, hầu thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi đầy thống khổ và kiếp sống vô thường tạm bợ, như lời nhận định của cổ đức:
hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu, càng theo nó lại càng sầu. Chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn, những điều sầu khổ ngàn muôn, mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau. Người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Ấy là định mạng người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư? Há không cầu đạo chân như, để mau giải thoát kiếp người trần gian, dứt xong ba nẻo sáu đàn, quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa sen cực lạc ngồi hoài tự do. Tu hành cần phải sớm lo, tử sanh là việc lớn to của người. Nan tri sống chết nay mơi, mau tu kẻo chẳng kịp trời kêu tên. Ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Vào năm 1977, bà giao phó hết việc nhà cho các con, còn phần mình thì dành hết thời gian đi làm đạo và công phu lễ niệm nhiều hơn để chuẩn bị chu toàn cho quãng đời còn lại của mình. Cũng từ đây, đời sống của bà ngày càng thêm giản dị. Bà luôn kỹ mướt phần mình, nhất là từ miếng ăn cho đến tắm mặt, để lo bố thí giúp người, tham gia các công tác từ thiện xã hội. Thỉnh thoảng, bà cùng các bạn đạo như bà Nguyễn Thị Thoại, Nguyễn Thị Chính đi cầu nguyện làm tuần, hộ niệm cho bạn đạo quanh vùng và thường xuyên tham dự các khóa niệm Phật tổ chức tại chùa Thanh Quang, chùa Tây Lâm Phước hoặc các nhà của chư đồng đạo. Dù hoàn cảnh thời tiết mưa nắng thế nào, bà cũng không vắng mặt. Con cháu cũng như xóm giềng, ai cũng đều cảm mến hạnh đức của bà. Hàng ngày, bà cũng thường khuyên nhắc các con cháu phải biết lo tu hiền, tin sâu Phật Pháp. Mỗi khi nói chuyện với ai, bà cũng chỉ đề cập đến chuyện tu hành niệm Phật mà thôi. Bà chưa hề nói chuyện bông lông và chuyện xấu dở của người. Đến năm 83 tuổi, do vì lớn tuổi, đi lại không thuận tiện, nên bà chỉ ở nhà, chuyên lo niệm Phật, không còn tham dự những khóa tu ở các nơi như trước nữa. Mỗi ngày bà hành trì bốn thời. Lễ Phật xong thì bà ngồi niệm Phật từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Sau giờ cơm trưa, bà đi kinh hành, niệm Phật 9 dòng rồi mới đi nghỉ. Ngày nào cũng đều đặn như thế không thiếu sót. Ngoài ra, trên tay bà lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần niệm Phật. Rảnh rỗi, bà cũng thường nghe băng đĩa. Bà thường nghe đi nghe lại nhiều lần, và tâm đắc nhất là quyển Khuyến Thiện của Ngài Vô Danh Cư Sĩ. Thỉnh thoảng có liên hữu Tư Đậm, Tư Rô ghé thăm, hướng dẫn về pháp môn tịnh độ và sách tấn tinh thần cho bà, thì bà chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thích thú lắm. Cũng trong thời gian này, do bà có tính cẩn thận chu đáo, phần thì thấy mình đã quá lớn tuổi, lại thêm con cháu trong gia đình chưa am hiểu gì nhiều về Phật Pháp, nên bà đã âm thầm chuẩn bị sắp xếp mọi thứ về hậu sự của mình, từ y phục cho đến cách thức hộ niệm và việc chôn cất. Bà có thói quen khi nào bệnh, bất cứ là bệnh gì, thì thỉnh nước cúng uống với giấy vàng. Trước khi uống, bà chí tâm cầu nguyện nên tất cả đều biến thành linh dược. Do con bà không hiểu và không tin, bèn đem giấy vàng cất giấu đi, nên đến tháng giêng năm 2010, bà đi cầu nhiều lần và nôn ra rất nhiều chất bã màu đen. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện. Mặc dù bà không muốn nhưng vẫn chiều theo ý các con. Đến bệnh viện Thốt Nốt, bác sĩ chẩn đoán là bệnh xuất huyết dạ dày. Điều trị khoảng 1 tuần thì xuất viện. Về nhà thời gian không lâu thì bệnh lại tái phát. Có lần mất máu quá nhiều, phải chuyển xuống bệnh viện đa khoa Cần Thơ để truyền máu. Mỗi lần truyền khoảng 600 đến 800 ml.
bệnh cứ dây dưa như thế suốt gần 2 năm. Mặc dù bệnh khổ, nhưng tinh thần của bà rất vững, chưa hề quạo quọ, rên than. Bà chỉ nằm im niệm Phật, ai đến thăm, bà cũng chỉ lo lần chuỗi niệm Phật. Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2012, bà phát bệnh trở lại. Lần này thể lực của bà suy giảm trầm trọng. Sau một tuần lễ, thì bác sĩ cho bà ra về, vì thấy bà đã quá già yếu. Về nhà, bà không còn đi lại được nữa, cũng không còn tự chủ được về sự tiểu tiện, vệ sinh của mình. Bà phải hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc giúp đỡ của con cháu. Lúc này tay của bà yếu, không còn lần chuỗi được nữa, nhưng trái lại, bà rất tỉnh táo, không hề tỏ vẻ khổ đau, sợ hãi. Lúc nào bà cũng nhếch môi niệm Phật. Mỗi khi đau đớn nhiều, bà càng niệm Phật tha thiết, bởi muốn cho con cháu khỏi phải khổ cực vì phải lo chăm sóc cho mình, nên lúc nào bà cũng tha thiết niệm Phật, cầu sớm được Đức Phật rước về cực lạc. Bà hạn chế tối đa về việc ăn uống, có khi chai nước lọc bên cạnh chỗ nằm để thấm giọng mà bà uống rất lâu ngày mới hết. Có đêm nọ, bà đau nhiều quá, bà chí thành niệm Phật, cầu xin Đức Phật sớm tiếp dẫn bà về cực lạc. Một lát sau, bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Con hết đau rồi." Sáng lại thì bà cảm thấy trong người nhẹ nhàng, không còn đau nữa. Từ đó, bà càng vững tin hơn vào công đức của câu vạn đức hồng danh. Sự tín tâm, nguyện tâm của bà ngày càng thêm tha thiết và sâu chắc hơn, nên bà cũng kể cho một ít bạn đạo nghe về điều huyền diệu này, những mong khích lệ lẫn nhau. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2012, vào khoảng 4 giờ chiều, bà mệt nhiều, bà nhờ con cháu đưa bà ra bộ ngựa nhà trước, rồi mời đồng đạo đến hộ niệm cho mình. Hay tin bà mệt, chư liên hữu xúm lại cầu an và luân phiên hộ niệm xuyên suốt cho bà. Lúc ấy, bà vẫn nhếch môi niệm Phật theo. Trước khi mất 15 phút, bà nhờ con cháu đỡ ngồi dậy, bà ngước mắt nhìn lên ngôi Tam Bảo, rồi khoát tay bảo đỡ nằm xuống, cứ như vậy đủ 3 lần. Sau khi nằm xuống, bà nằm nghiêng bên phải, rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người đang hộ niệm như ngỏ lời cảm ơn và từ giã. Rồi bà an nhiên chắp tay niệm Phật mà ra đi trong âm thanh vang rền Phật hiệu của hơn 20 đồng đạo. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút, chiều ngày 23 tháng 7 năm 2012, bà hưởng thọ 90 tuổi. Sau 12 tiếng hộ niệm, gương mặt bà càng thêm rạng rỡ, vui tươi, hai tay vẫn còn chắp nơi ngực, trong tư thế nằm nghiêng kiết tường, các khớp xương đều mềm dịu. Điểm đặc biệt là trước khi mất 2 tháng, lưng bà bị gù rất nặng, không thể nằm ngửa được, mà chỉ nằm nghiêng một bên. Nhưng sau khi mất, lưng bà không còn gù nữa, mà nằm ngửa trở lại được. Chư liên hữu khám nghiệm thì toàn thân bà đều lạnh, vì chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Lúc bình thời, bà luôn mong mỏi con cháu của bà sớm lo tu hiền, ăn chay niệm Phật, để sau này linh hồn cũng được Đức Phật tiếp dẫn. Lòng thành của bà như được cảm ứng. Sau khi chứng kiến sự ra đi của bà, thì người con thứ hai, thứ ba, thứ tư của bà đều phát tâm trường chay. Những vị còn lại cũng phát tâm sớm chiều lễ Phật và dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, hầu cố gắng noi theo gương hạnh của bà. Thuật theo lời ông Lê Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Đức, con trai và dâu thứ 6 của bà, cùng ban hộ niệm. Thank you.
Nguyễn Thị Sinh, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Sinh, tục gọi là bà Tám Gia, sinh năm 1916, cư ngụ tại ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Khéo, mẹ là Nguyễn Thị Cam. Bà có hết thảy là 9 chị em và đứng thứ 5 trong gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Văn Gia, người cùng lối xóm, sinh được một người con trai duy nhất, sau nuôi thêm một cô con gái, định cư tại chợ xã Trung An. Nhà số 109, tổ 12, sinh sống bằng nghề buôn bán và làm rẫy. Tính tình của bà rất hiền lành, cần kiệm, thích bố thí. Thuở nhỏ, vì gia đình nghèo nên bà không được đi học. Đến năm 30 tuổi, bà học lớn trong cuốn vần mà đứa con đang học. Mỗi khi rảnh, bà đọc theo. Dần dà kinh sách bà đọc được hết. Ký ức của bà rất tốt, kinh kệ đọc qua vài lần là bà thuộc liền. Năm 1967, bà bắt đầu tập ăn chay, lễ bái và kết giao với các bạn đạo như là bà Ba Vàng, bà Trương Thị Hần, bà Nguyễn Thị Chính, mạnh mẽ làm các việc phước thiện hơn trước. Đến tháng 10 năm 1970, bà phát tâm trường chay và có ý định chuyên tu. Bà nói với Hai Thành: "Con cất cho mẹ một cái cốc để mẹ lo tu hành giải thoát. Còn mấy cái đồ kinh doanh này là mấy cái đồ giả, mẹ không còn ham muốn giữ nó làm gì con ơi. Mẹ giao hết cho cha con và con làm gì thì làm, chứ mẹ không có còn nghĩ gì tới nữa hết." Thấy vậy, ông chồng liền than rằng: "Gia đình đang làm ăn phát đạt mà mẹ mày không lo tiếp, sau này thất bại, nghèo khổ, người ta sẽ chê cười." Nhưng bà vẫn nhất quyết giao mọi việc lại cho chồng con. Từ đó, bà thường đến những liên hữu đã tu trước, có khi đôi ngày mới về nhà một lần, có khi đến 5-7 ngày mới về. Thế vậy, Hai Thành hỏi: "Mẹ đi đâu mà lâu quá mới về?" Bà đáp: "Mẹ đi kiếm nơi ẩn náu để lo tu hành." Đến năm 1974, bà thường hay đến chùa và đi viếng vùng bảy núi ở Châu Đốc cùng với một số bạn đạo. Bà còn bảo con mua cho một cái máy thu băng để bà nghe kinh giảng. Mỗi đêm bà thường mở máy từ 3 giờ khuya. Biết được quyết tâm tu hành tha thiết của bà, nên chồng và con mua nửa công đất cách nhà 1.700 mét ở xóm dưới, cất một gian nhà để bà tiện bề tấn đạo và cho đứa cháu gái lo việc chăm sóc hàng ngày. Vì bà cũng thường nhức đầu cảm lạnh. Có được gian tình thất thích hợp với sở nguyện, bà tinh chuyên lễ bái, chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương. Bởi vì ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người. Tâm như chông chóng giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Các việc xấu dỡ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo bới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới chứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Năm 1979, sau khi chồng mất, bà cảm nhận dầu tiền của lầu đài muôn dặm, khi chết rồi cũng nắm tay không, chẳng đem một cắt một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi. Nên bà hạ quyết tâm, thân là giả thân, đời là tạm đời, ham mấy cũng bỏ, mê mấy cũng thôi, đặt vọng tiêu theo xác, dục lạc tan theo hơi, giả tràng luống công xe cát, phút giây bao lượng sống đùa trôi, lấy đó mà suy rộng, việc trần sẽ thối lui, cầu được thân sen hồn Phật, dứt đường sinh tử luân hồi. Kể từ đó, bà càng tinh chuyên hành trì thêm hơn. Đến ngày mùng 8 tháng 6 năm 1983, Hai Thành đi Thốt Nốt ghé thăm. Bà dặn: "Chiều nay con xuống ăn cơm với mẹ." Trong lúc dùng cơm, Hai Thành và đứa cháu nội vừa ăn vừa trò chuyện. Bà lại bảo: "Con về nói với vợ con, mai làm bánh cho mẹ ăn." Con nói: "Mẹ sắp về Phật rồi." Hai Thành không tin nên hỏi:
làm sao mà về được, về bằng cách nào? Bà đáp, tới ngày đó con biết liền. Sáng hôm đó, cô con dâu đã chuẩn bị sẵn bánh, dự định tan phiên chờ sáng sẽ đem xuống cho bà. Chẳng ngờ bà lót toát lên tới. Vì lúc nãy trời mưa tầm tã, vừa lên tới nhà bà nói, trời mưa hoài đi bộ không được nên mẹ đi xuồng, lên đây ngủ một đêm, đến 12 giờ mẹ theo Phật. Hai Thành vẫn hoài nghi, vội bảo vợ dọn bánh cho bà ăn. Bà nói, mẹ lạnh quá, không ăn được. Hai Thành bèn nhóm lửa hơ cho bà, vì mưa ướt cả người. Bà bảo, trùm mền lại cho ấm và rước anh ba thơm. Lương y gần đó đến xem mạch cho các con biết mà lo, chứ mẹ không sợ chết đâu. Trước sau mẹ cũng về với Phật, đêm nay đúng 12 giờ. Hai Thành nói nhỏ với vợ, mẹ như vậy chẳng lẽ chết sao? Mẹ có đau gì đâu. Nếu 12 giờ mà không có như mẹ nói, người ta sẽ cười á. Bà lại bảo cô con dâu sai mấy đứa cháu qua nhà bà Ba Vàng, vốn là bạn thân thiết của bà, xin ba bông sen để bà cầm về Phật. Nhà bà Ba ở rạch Sa Mau, cách nhà bà chừng một cây số. Chiều tối đứa cháu nội đến xin bông. Bà Ba đốt đèn đi hái bông sen, nhưng chỉ được 2 bông. Bà mới ngắt thêm 1 bông huệ gộp chung cho đủ 3, rồi bà giao cho đứa bé. Đứa cháu nội đem về trình lên bà. Bà nói, vậy cũng được. Đến chiều tối thầy lương y mới tới. Bà nói, nhờ anh ba xem mạch giùm, có làm sao nói vậy cho con cháu tôi biết, tôi không có sợ chết đâu anh ba. Chẩn mạch xong, thầy lương y đáp, mợ Tám không sao đâu, chỉ tỳ hơi yếu và bị lạnh thôi, khỏi hút thuốc. Ông nhắc lại đến 2 lần. Khi thầy ba ra về, bà vợ đưa ra bộ ngựa phía trước. Đến 9:40, bà mệt nhiều. Bà con xung quanh xúm lại khoảng 20 người, hiệp cùng gia đình niệm Phật. Một lát sau bà hết mệt, kêu Hai Thành đến dặn dò hậu sự. Khi mẹ giảng sanh rồi, con phải làm theo lời dặn, chớ trái ý. 1. Sau 8 giờ mới được động đến thân. 2. Dùng 7 miếng vạt để cất xác. 3. Trong thân tộc và con cháu khi đi chôn, không nên mượn người ngoài làm nhọc bà con. 4. Tuần thất và cúng phải làm chay. 5. Không được đem theo món gì, quần áo còn tốt thì nên bố thí cho người nghèo. 6. Chôn mã đất, đừng làm mã đá. 7. Ngày giỗ có chi cúng nấy, hãy cúng chay chứ đừng cúng mặn, tội lắm. Con phải nghe lời dặn của mẹ, ở lại ráng lo tu hiền. Nhắn nhủ xong, bà hỏi, mấy giờ rồi? Lúc đó 11:50 đêm, Hai Thành đáp, mới hơn 10 giờ. Vì sợ nói mà không làm được như lời sẽ bị người ta cười, nên Hai Thành mới đáp như thế. Bà bảo tiếp, đưa bà cái bông đây để mẹ cầm về Phật. Bà cầm lấy bông và chắp tay vào ngực, bắt đầu thở mạnh. Khi ấy, cô Ba Liên, nhà kế bên, lấy dầu nước xanh hiệu con sóc thoa vào mũi bà. Bà bèn nói, cô đừng thoa vô, chất dầu này là đồ quế trượt lắm, mau lấy khăn nhúng nước lau sạch, mau đi. Khi cô con dâu lau rồi, bà gật đầu và nói lời cuối cùng, bà con ở lại ráng tu hiền đặng về Phật. Nói xong, bà thở hơi ra, từ từ buông 3 bông rơi xuống, nằm trên ngựa rồi xuôi tay, thẳng chân, nhẹ nhàng ra đi. Lúc này là 0:05, ngày 10/6/1983. Ở bên ngoài, những người xung quanh thấy trên nóc nhà của bà sáng hực, họ ngỡ là nhà cháy. 3-4 người cầm thùng, cầm thao chạy xuống sông múc nước. 3-4 người chạy đến nhà đập cửa. Đúng lúc bà vừa mới mất. Đồng đạo hai tinh lần lượt kéo tới hộ niệm đến 9 giờ sáng. Bà hưởng thọ 67 tuổi. Gần đến giờ liệm, Liên Hữu tư thiệp, bà con cô cậu ruột với Hai Thành, nói với Hai Thành rằng, mợ Tám chắc ăn đã về Phật rồi. Hai Thành hỏi, làm sao anh biết? Tư thiệp đáp, chú mày không tin, sợ đến đầu đi. Nó nóng như đưa tay vô nồi cơm đang sôi vậy đó.
Hai Thành y theo lời, quả thật nóng ran cả bàn tay. Cái chết của bà thật đẹp, thật bình yên, cũng chính là nỗi âu ước của bao người con Phật. Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thuật theo lời Hai Thành, con trai của bà. Vị khách đến sớm. Ngày mai là tiết thanh minh rồi. Từ đầu xuân đến giờ tôi bận rộn suốt, không hề được nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều, lúc giảng pháp cho chư Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi. Quả thật, tôi rất thèm có thời gian được nghỉ, nhưng ước mơ này xem ra cũng khó với tới. Khuya này ngủ không được, tôi quyết định thức dậy tụng khóa sớm. Như mọi lần, tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra. Vừa nhìn bên ngoài thì bủng rủng hết hồn. Tuy còn khuya, nhưng bầu trời ở Đông Bắc tương đối sáng tỏ hơn thành thị. Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trước mặt mình hiện sừng sững một nữ quỷ tóc xõa dài, hai chân cách đất, không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che phủ hết. Nếu như chuyện bình thường thì tôi không sợ, nhưng hôm nay do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc miệng ra. Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào. Họ nói với tôi, cô gái này thường đến đây cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát hiện, có lẽ cô cùng người có duyên đó. Giờ chúng tôi hàng ngày luôn tụng kinh hồi hướng cho chúng sinh, nên có thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng? Thần bảo tôi, nếu muốn giao lưu với nữ quỷ này, xin người hãy định tĩnh, dùng tâm trò chuyện với cô ta. Thế là tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm. Tôi hỏi nữ quỷ bằng tư tưởng, vì sao cô hiện hình nhát tôi? Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc. Tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết làm sao để cô ngưng khóc, liền đưa tay sờ vào cô định vỗ về. Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào phát hiện cảm giác trống rỗng như hư vô. Tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết làm sao an ủi cô. Nhìn thái độ chân hững của tôi, nữ quỷ bắt tức cười lên tiếng, tôi biết người tên gì, cũng biết người luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe kinh đã được một tháng rồi, hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị người thức dậy quá sớm và phát hiện. Người mệt như thế mà hằng ngày còn bỏ công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ. Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi, xin người hãy niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, thì lập tức hình dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm người sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt. Cũng xin người hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất nặng, sẽ làm tổn hại đến người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 10 lần. Kỳ tích xuất hiện, nữ quỷ liền biến thành xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta. Trông cô rất khả ái. Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh Phật cho, vì rất có ích cho chúng sinh. Tiếp đến, cô kể tôi nghe, cô là người sinh ra ở địa phương này, năm 19 tuổi nhảy lầu chết. Cô kể mình hiện là oan hồn cô độc, do tôi tự tử nên không được đầu thai, phải ở nơi cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạc vất vưởng trong dân gian. Tôi hỏi, vì sao cô chẳng đọa địa ngục? Cô đáp, ác nghiệp của tôi chưa đáng phải vào địa ngục. Nhưng dù tôi không xuống địa ngục, thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là bao. Bởi vì hằng ngày cứ đúng giờ khắc, tôi đã tự sát chết như thế nào,
thì phải tái diễn lại y hệt vậy. Nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử, nếm lại cảm giác dung thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu này suốt 10 năm rồi, ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử như thế. Khổ không thể tả, chưa kể kiếp quỷ bất như ý, dứt dưỡng đối khác, khổ hơn làm người ức vạn lần. Nếu biết như vậy, tôi đã không tự tử làm chi? Nữ quỷ kể, 10 năm trước, sau khi cha mẹ cô ly hôn, tòa phán quyết cô về ở với mẹ. Nhưng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ. Sau đó vì ông cha ghẻ đồi bại này cưỡng hiếp cô, cô mét lại với mẹ ruột. Nhưng bà chẳng những không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất đứng từ trên lầu nhà mình nhảy xuống tự sát. Cô còn nói rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng. Cô nói: chẳng phải nhà đồ đệ người ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi chỉ có 11 căn. Chiều đó tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình, đúng là đã tìm ra nhà mẹ nữ quỷ. Khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thật có việc này. Nữ quỷ lại kể cho tôi nghe cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ, làm cho cha ghẻ bị mắc bệnh ung bú ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhưng bà lại chẳng tin. Cô bảo tôi cô làm cho mẹ bị giả quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm khốn đốn. Cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm để tương lai thoát khổ. Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho tôi biết sự thật. Tôi rất não lòng vì thấy cô quá đáng thương. Mới 19 tuổi đầu mà sao cô quá khổ như vậy? Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt, nên tôi muốn ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc mẹ cô, bởi vì chúng tôi chưa từng quen biết bà. Nếu kể rõ mọi chuyện về tình cảnh và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, minh bạch nhân quả. Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã một tháng rồi. Khoảng 6 tháng nữa, cô sẽ được sinh về cõi trời, đến một nơi rất tuyệt mỹ. Cô còn nói, người thế gian hiện tại ngu giống y như tôi hồi xưa vậy. Tuy được mang thân người, nhưng đa số bọn chúng thấy đều không biết trân quý. Vì vậy, người nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi người biết, khuyên họ không nên tự tử. Phải hiểu rằng quả báo tự sát rất đáng sợ, rất thống khổ, chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Được mang thân người là rất quý hiếm mà không biết. Nếu cứ mê bụi phụ bỏ thân người rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn bụi. Thống khổ này không kể xiết. Bây giờ có người và chư vị khác tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn đến nghe mà tương lai được thăng thiên. Nói xong, cô nói với tôi, gà gáy rồi, cô phải đi ngay, vì cô không thể nhìn thấy mặt trời. Nữ quỷ đi rồi, tâm tư của tôi trở nên nặng nề. Tôi thầm nghĩ, người thời nay chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là do quan gia trái chủ tìm đến trả thù, báo oán. Người ta ngày ngày vào bệnh viện mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn năn, lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện để cứu chuộc các tội đã làm. Mà dù họ chịu thực hành đi nữa, nhưng chỉ cần tụng vài biến kinh chưa thấy có hiệu quả thì đã vội kết luận là Phật gạt lừa người, rồi vứt hết công phu. Tại sao bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình
nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết bao nhiêu tội nghiệp chứ. Con người thối thường, làm gì cũng muốn thu vào, không chịu cho ra. Hiện tại tôi rất đuối mệt vì chuyện giao tiếp, bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ đắc tội với nhiều người. Nhưng các bạn có biết chăng, hiện nay người nói lời thật không có nhiều đâu. Tôi viết như vậy không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng những lời xây dựng giúp bạn hoàn thiện phẩm hạnh thì nên chịu khó lắng nghe, tiếp thu. Ngày mai là tiết Thanh Minh rồi, người ta sẽ đốt vàng mã bên đường rất nhiều, nhưng tôi không thấy vui chút nào. Các bạn biết vì sao không? Bởi tôi nghĩ thay vì đốt vàng mã, các bạn nên tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho người đã khuất, thì tổ tiên và thân nhân các bạn sẽ được nhiều lợi ích. Nếu có thể tu sửa bản thân, ăn chay, hành thiện, phóng sinh, bố thí, tụng kinh, đem công đức đó hồi hướng cho quyến thuộc nhiều đời tiêu nghiệp, siêu bạc toàn bộ thân nhân đã khuất, thì đây mới là đại hiếu chân chính. Đang viết đến đây thì chợt nghe ông lão dưới lầu qua đời, con cái báo hiếu bằng cách mướn nguyên đồ nhạc, cho đàn trống rùm beng diễn tấu sùm, có đủ các khúc ca cổ lẫn ca tân. Mắt tôi bỗng ướt đẫm. Trời ạ, đến bao giờ người ta mới hiểu và chịu thực hành hiểu đạo chân chính đây? Ngó bộ hôm nay đội hòa nhạc đang hòa tấu ầm ĩ kia sẽ quấy rầy tôi và cả khu phố này suốt đêm. Chân ngữ. Lời người dịch. Trước đây khi nghe Ngài tuyên hóa giảng là những người tự tử chết đi rồi, ngày nào cũng phải diễn lại cảnh tự sát của mình, tôi hoài nghi không tin. Nhưng bây giờ câu chuyện này đã khiến tôi phải suy gẫm. Thêm nữa, Kinh Phật nói rằng danh hiệu Phật có uy lực thù thắng vi diệu vô cùng, do công đức tu tập hoàn hảo và đại nguyện của các ngài chiêu cảm nên. Chúng ta ở cõi người, có muốn kiểm chứng thì cũng là kinh nghiệm cá nhân tự biết, do không phổ cập nên ít người hiểu rõ. Khi dịch câu chuyện tới chỗ nữ quỷ yêu cầu niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai là một trong bảy vị Phật được nêu danh xưng niệm trong bài Thí Thực Cúng Vong, thì nhan diện cô lập tức chuyển tốt, chứng tỏ cổ đức khi biên soạn bài kinh này đã hiểu sự huyền diệu của các thánh danh. Ở cõi người chúng ta không thấy biến hình rõ rệt và nhanh như cõi quỷ, nghĩa là khi các pháp hội lễ sám được tổ chức, các chúng sinh vô hình đến nghe kinh phát tâm hoan hỷ thiện lành, nhờ đó mà sắc thân chuyển tốt. Nếu là quỷ đói thì được no đủ, thậm chí còn được chuyển sinh sang thiện cảnh ngay, nhờ chuyển ác tâm thành thiện tâm. Do đó mà chư thánh xưa từng tổ chức lập đàn tràng sám pháp cầu cho người dương kẻ âm trên bờ dưới nước. Nhưng để người cầu cho vẫn không bằng tự tu. Kinh cũng giải thích, nếu nhờ người cầu hay tạo phúc cho thì người thực hành sẽ hưởng phúc sáu phần, còn kẻ được hồi hướng chỉ hưởng được một phần. Và các kinh điển luôn nhắc bản thân mỗi người nên tự tu để hưởng trọn thành quả công phu. Kinh Địa Tạng được xác nhận là một bộ kinh tiêu tội tiêu nghiệp, tăng công đức rất nhanh nhờ uy lực đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Nhưng đã có người bị bệnh nan y, lo phóng sinh, hành thiện, tụng đến 108 bộ mà vẫn không có kết quả. Khi họ hỏi, Quả Khanh giải thích là do người tụng còn ăn mặn, vì vậy người ăn mặn tụng sẽ không linh. Phải cử ngũ tân, ăn chay trì giới, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và định tâm chuyên nhất mà tụng sẽ thấy hiệu quả rất nhanh. Việc này xin để độc giả tự thực nghiệm kiểm chứng.
Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi. Xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn. Cho hết dãy dụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ. Tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường đọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi các bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói, nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Dần đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng? Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia, có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô
bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng. Nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó, mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ, ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng, nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn 3 bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với 5-3 bạn dậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo, hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dồn đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thuốc. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm. Nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả, thì sao bị xe đụng chết? Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây... Nguyễn Thị Thoại.
88 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thoại, sinh năm 1919, quê quán tại xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Lược, cư ngụ tại xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà có tất cả là 6 người con gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra, còn làm nhiều nghề khác như nấu rượu, nuôi heo, xay gạo và mua cá linh ủ mắm để bán. Đến năm 1972, vào khoảng tháng 6, ông chồng bị tai nạn ghe máy, khi chuyển tới bệnh viện thì qua đời, bỏ lại một đàn con thơ côi cút. Cô con gái Út hãy mới lên 10 tuổi. Từ đó, đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha, sớm hôm tảo tần nuôi con, bon chen với xã hội, vật lộn với cuộc sống để tạo ra chén cơm manh áo. Bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là vất vả, gót chân trần dông ruổi mãi ngày đêm. Đã sinh vào cõi bi thương, trăm ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, tháng năm đầy những khổ hình, sầu đau chồng chất, tội tình hòa tai, ngao ngán kiếp sống đọa đài, ngậm ngùi thân phận lạc loài thê lương, lạnh lùng đêm vắng canh trường, buốt lòng lữ khách bên đường mưa giăng. Ngẫm nghĩ về nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, thấm thía với nắng mưa sương gió của đời mình, nên năm 1975, bà phát tâm trường chay, sớm chiều hai thời lễ Phật. Tuy vậy, hạt giống Bồ đề vẫn còn yếu ớt, mãi đến gần cuối thập niên 80 trở đi mới thực sự đâm chồi nảy lọc. Lúc này bà thường xuyên tham dự các kỳ Phật thất tổ chức mỗi tháng một lần tại phòng thuốc nam của cô Bảy Lánh ở chợ Thốt Nốt. Nhờ nghe Chư Liên Hữu giảng giải Phật Pháp hàng tháng vào dịp Phật thất, nền tảng tịnh tông của bà dần dần được hình thành và thực sự kiên cố. Tín tâm mỗi lúc một sâu chắc, nguyện lực mỗi lúc một thiết tha, cộng thêm sự trợ duyên của các bạn đạo, bà đã hành trì ngày một tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, bà còn tham gia thêm các ngày niệm Phật được tổ chức định kỳ tại chùa Thanh Quang hoặc tại nhà chư đồng đạo các nơi. Công khóa lễ bái của bà cũng được tăng thêm 4 thời trong ngày, 24 giờ. Lúc này tính tình bà thay đổi nhiều so với những tháng năm trước đó, luôn vui vẻ dễ dãi nên ai ai cũng đều kính mến. Như dần trăng tròn rồi khuyết, như nước sông lớn rồi rộng. Có người trên cõi đời này cũng thế. Thời thanh xuân cường tráng đã trôi qua, thì phải đến lúc già nua và bệnh tật. Năm 2004, do sức khỏe yếu, bà không còn tới lui các khóa niệm Phật, mà chỉ ở nhà chăm chỉ tu hành. Thỉnh thoảng Chư Liên Hữu ghé thăm, khuyến tấn, bà vô cùng cảm kích và vui mừng. Bà hết lòng tin tưởng vào lời thề nguyện của Đấng Từ Phụ A-di-đà. Bà tin chắc thật rằng khi lâm chung sẽ được Ngài tiếp độ giảng sanh về thế giới cực lạc. Nên ngày ngày bà đều thỉnh nước cúng để uống thay thuốc. Thể theo lời chỉ dạy, thành lòng nước lã đên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban. Bằng cái nhìn thế gian thường tình rằng, một khi đã lâm vào hoàn cảnh bệnh hoạn thì đó là bất hạnh. Nhưng đối với những ai khao khát tìm cầu thoát ly sanh tử luân hồi thì lại là dịp hy hữu tốt lành. Kể từ đó, sự niệm Phật của bà ngày một chí thiết chí thành hơn. Mẹ đấy con, dù cho nhồi quả, tự nhủ lòng chớ già đúng nao, càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con, lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành, chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con, mỗi khi nguy khốn mà vẫn vui không núng tim gan, là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Hai năm sau, vào năm 2006, bà phát bệnh nặng, các con đưa đi nhập viện tại Thốt Nốt, kế đó chuyển lên bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa cột sống. Vài hôm sau, bà xuất viện về nhà. Kể từ đó, thể trạng của bà kém dần, ít đi đứng mà nằm nhiều hơn, đặc biệt là tay bà lúc nào cũng lần chuỗi. Gần cuối năm, ngày 12 tháng 10 năm 2006, bà bệnh trở nặng,
thân nhân cho vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ điều trị. Bà thường lên cơn mê sản, miệng cứ đọc xám kệ gian dội suốt ngày suốt đêm. Bác sĩ dùng thuốc trấn kinh an thần, cứ tăng liều dần, cho đến gấp 3 lần so với bệnh nhân thường, mà chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. Ba hôm sau cũng thế, nên thân nhân xin bác sĩ cho bà ra về. Về nhà, nằm trên giường, bà thường thấy đám con nít vào đầy cả nhà, liền bảo các con đuổi chúng ra. Có khi bà nhìn thấy gạo đổ đầy trên đất, liền kêu gọi mọi người lụm lên tiếp. Có lần thấy cá thật nhiều, có lúc thấy đứa em trai và đứa em gái đã mất, đến lôi chân của mình kéo đi. Bà giãy chân và nói là không đi. Vì biết đây là quả báo do túc nghiệp nhiều đời trước, nên chư Liên Hữu đề nghị các con cháu phát tâm làm các việc phước thiện như phóng sanh, in địa ấn tống để hồi hướng công đức và cầu an cho bà. Các đồng đạo được sự thỉnh mời của gia đình nên đến cầu an hộ niệm cho bà rất đông. Đến ngày thứ ba thì bệnh tình dường như khỏi hẳn. Khi thần trí minh mẫn trở lại, bà nói với mọi người nên cầu nguyện thêm cho bà vài hôm nữa. Các con của bà tiếp tục tổ chức, đến ngày thứ 9 mới dừng lại. Tháng Giêng năm 2007, bà phát bệnh lại, sức khỏe càng kiệt rõ rệt. Trước khi mất 10 ngày, bà không ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước. Tuy vậy, bà vẫn tỉnh táo, sáng suốt, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Khi các con và rể ghé thăm, bà dặn dò: các con nên sắp xếp công việc làm ăn để đưa má theo Phật. Chiều ngày mùng 1 tháng 2, bà mệt nhiều, thân nhân tề tựu cầu an và hộ niệm đến 12 giờ khuya. Cơn mệt mỗi lúc một tăng thêm. Các con đưa bà ra nhà trước, trợ niệm mãi đến 4 giờ sáng. Hơi thở bà yếu dần và nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc ấy là mùng 2 tháng 2 năm 2007, bà hưởng thọ 88 tuổi. Chư đồng đạo hay tin lũ lượt kéo đến hộ niệm thêm 6 giờ đồng hồ nữa. Sau đó khám nghiệm thì toàn thân đều lành, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm, nét mặt sáng rỡ hơn so với bình thời. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, người con gái thứ 5 Lê Thị Bo vào dọn dẹp giường nằm hàng ngày của bà. Khi cuốn mùng lại thì nghe có mùi thơm lạ, bèn chạy ra gọi mấy đứa cháu ở xóm đến xem. Chúng cũng ngửi được mùi thơm lạ lùng như chị. Kể từ đó, vợ chồng chị cũng phát tâm lễ Phật trường chay. Thuật theo lời Lê Thị Bo, con gái của bà. Nguyễn Thị Tý, 90 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tý sinh năm 1922. Cha là cụ ông Nguyễn Văn Ngà, mẹ là cụ bà Phan Thị Mão. Bà có tổng cộng là 7 anh chị em và bà đứng thứ 7 trong gia đình. Khi lên 28 tuổi, bà kết hôn với ông Lê Văn Bính, cư ngụ tại khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Hằng ngày gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng rẫy. Thuở nhỏ bà không có đi học, được người quen chỉ chút ít và thường nghe băng đĩa đọc giảng, nên dần dần bà cũng đọc được rất nhiều kinh kệ. Tính tình bà hiền lành, giản dị, siêng năng, cần mẫn, nhẫn chịu khổ khó trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, bà thường phải đối diện với nhiều chướng ngại khó khăn, nhưng bà không hề oán hờn, trách than, mà trái lại. Có lẽ đây là những động lực giúp cho thiện căn quá khứ sớm đâm chồi nảy nở. Thế nên năm 1976, bà phát tâm trường chay, niệm Phật cầu sinh tịnh độ, hầu thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi,
đầy thống khổ và kiếp sống vô thường tạm bợ, như lời nhận định của cổ đức: hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu, càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn. Những điều sầu khổ ngàn muôn, mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau. Người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Ấy là định mạng người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư? Há không cầu đạo chân như, để mau giải thoát kiếp người trần gian, dứt xong ba nẻo sáu đàn, quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa sen cực lạc ngồi hoài tự do. Tu hành cần phải sớm lo, tử sanh là việc lớn to của người, nan tri sống chết nay mơi. Mau tu kẻo chẳng kịp trời kêu tên, ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Vào năm 1977, bà giao phó hết việc nhà cho các con, còn phần mình thì dành hết thời gian đi làm đạo và công phu lễ niệm nhiều hơn, để chuẩn bị chu toàn cho quãng đời còn lại của mình. Cũng từ đây, đời sống của bà ngày càng thêm giản dị. Bà luôn kỹ mướp phần mình, nhất là từ miếng ăn cho đến tắm mặt, để lo bố thí giúp người, tham gia các công tác từ thiện xã hội. Thỉnh thoảng, bà cùng các bạn đạo như bà Nguyễn Thị Thoại, Nguyễn Thị Chính đi cầu nguyện làm tuần, hộ niệm cho bạn đạo quanh vùng và thường xuyên tham dự các khóa niệm Phật tổ chức tại chùa Thanh Quang, chùa Tây Lâm Phước hoặc các nhà của chư đồng đạo. Dù hoàn cảnh thời tiết mưa nắng thế nào, bà cũng không vắng mặt. Con cháu cũng như xóm giềng, ai cũng đều cảm mến hạnh đức của bà. Hàng ngày, bà cũng thường khuyên nhắc các con cháu phải biết lo tu hiền, tin sâu Phật Pháp. Mỗi khi nói chuyện với ai, bà cũng chỉ đề cập đến chuyện tu hành niệm Phật mà thôi. Bà chưa hề nói chuyện bông lông và chuyện xấu dở của người. Đến năm 83 tuổi, do vì lớn tuổi, đi lại không thuận tiện, nên bà chỉ ở nhà, chuyên lo niệm Phật, không còn tham dự những khóa tu ở các nơi như trước nữa. Mỗi ngày bà hành trì bốn thời. Lễ Phật xong thì bà ngồi niệm Phật từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Sau giờ cơm trưa, bà đi kinh hành, niệm Phật 9 dòng rồi mới đi nghỉ. Ngày nào cũng đều đặn như thế, không thiếu sót. Ngoài ra, trên tay bà lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần niệm Phật. Rảnh rỗi, bà cũng thường nghe băng đĩa. Bà thường nghe đi nghe lại nhiều lần, và tâm đắc nhất là quyển Khuyến Thiện của Ngài Vô Danh Cư Sĩ. Thỉnh thoảng có liên hữu Tư Đậm, Tư Rô ghé thăm, hướng dẫn về pháp môn tịnh độ và sách tấn tinh thần cho bà, thì bà chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thích thú lắm. Cũng trong thời gian này, do bà có tính cẩn thận chu đáo, phần thì thấy mình đã quá lớn tuổi, lại thêm con cháu trong gia đình chưa am hiểu gì nhiều về Phật Pháp, nên bà đã âm thầm chuẩn bị sắp xếp mọi thứ về hậu sự của mình, từ y phục cho đến cách thức hộ niệm và việc chôn cất. Bà có thói quen khi nào bệnh, bất cứ là bệnh gì, thì thỉnh nước cúng uống với giấy vàng. Trước khi uống, bà chí tâm cầu nguyện, nên tất cả đều biến thành linh dược. Do con bà không hiểu và không tin, bèn đem giấy vàng cất giấu đi. Nên đến tháng Giêng năm 2010, bà đi cầu nhiều lần và nôn ra rất nhiều chất bã màu đen. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện. Mặc dù bà không muốn nhưng vẫn chiều theo ý các con. Đến bệnh viện Thốt Nốt, bác sĩ chẩn đoán là bệnh xuất huyết dạ dày. Điều trị khoảng 1 tuần thì xuất viện. Về nhà thời gian không lâu thì bệnh lại tái phát. Có lần mất máu quá nhiều,
phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ để truyền máu. Mỗi lần truyền khoảng 600-800ml. Bệnh cứ dây dưa như thế suốt gần 2 năm. Mặc dù bệnh khổ, nhưng tinh thần của bà rất vững, chưa hề quẫu quọ, rên than. Bà chỉ nằm im niệm Phật, ai đến thăm, bà cũng chỉ lo lần chuỗi niệm Phật. Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2012, bà phát bệnh trở lại. Lần này thể lực của bà suy giảm trầm trọng. Sau một tuần lễ, thì bác sĩ cho bà ra về, vì thấy bà đã quá già yếu. Về nhà, bà không còn đi lại được nữa, cũng không còn tự chủ được về sự tiểu tiện, vệ sinh của mình. Bà phải hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc giúp đỡ của con cháu. Lúc này tay của bà yếu, không còn lần chuỗi được nữa, nhưng trái lại, bà rất tỉnh táo, không hề tỏ vẻ khổ đau, sợ hãi. Lúc nào bà cũng nhếch môi niệm Phật. Mỗi khi đau đớn nhiều, bà càng niệm Phật tha thiết, bởi muốn cho con cháu khỏi phải khổ cực vì phải lo chăm sóc cho mình, nên lúc nào bà cũng tha thiết niệm Phật, cầu sớm được Đức Phật rước về cực lạc. Bà hạn chế tối đa về việc ăn uống, có khi chai nước lọc bên cạnh chỗ nằm để thấm giọng mà bà uống rất lâu ngày mới hết. Có đêm nọ, bà đau nhiều quá, bà chí thành niệm Phật, cầu xin Đức Phật sớm tiếp dẫn bà về cực lạc. Một lát sau, bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Con hết đau rồi." Sáng lại thì bà cảm thấy trong người nhẹ nhàng, không còn đau nữa. Từ đó, bà càng vững tin hơn vào công đức của câu vạn đức hồng danh. Sự tín tâm, nguyện tâm của bà ngày càng thêm tha thiết và sâu chắc hơn, nên bà cũng kể cho một ít bạn đạo nghe về điều huyền diệu này, những mong khích lệ lẫn nhau. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2012, vào khoảng 4 giờ chiều, bà mệt nhiều, bà nhờ con cháu đưa bà ra bộ ngựa nhà trước, rồi mời đồng đạo đến hộ niệm cho mình. Hay tin bà mệt, chư liên hữu xúm lại cầu an và luân phiên hộ niệm xuyên suốt cho bà. Lúc ấy, bà vẫn nhếch môi niệm Phật theo. Trước khi mất 15 phút, bà nhờ con cháu đỡ ngồi dậy, bà ngước mắt nhìn lên ngôi Tam Bảo, rồi khoát tay bảo đỡ nằm xuống, cứ như vậy đủ 3 lần. Sau khi nằm xuống, bà nằm nghiêng bên phải, rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người đang hộ niệm như ngỏ lời cảm ơn và từ giã. Rồi bà an nhiên chắp tay niệm Phật mà ra đi trong âm thanh vang rền Phật hiệu của hơn 20 đồng đạo. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút, chiều ngày 23 tháng 7 năm 2012, bà hưởng thọ 90 tuổi. Sau 12 tiếng hộ niệm, gương mặt bà càng thêm rạng rỡ, vui tươi, hai tay vẫn còn chắp nơi ngực trong tư thế nằm nghiêng kiết tường, các khớp xương đều mềm dịu. Điểm đặc biệt là trước khi mất 2 tháng, lưng bà bị gù rất nặng, không thể nằm ngửa được mà chỉ nằm nghiêng một bên. Nhưng sau khi mất, lưng bà không còn gù nữa mà nằm ngửa trở lại được. Chư liên hữu khám nghiệm thì toàn thân bà đều lạnh, vì chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Lúc bình thời, bà luôn mong mỏi con cháu của bà sớm lo tu hiền, ăn chay niệm Phật, để sau này linh hồn cũng được Đức Phật tiếp dẫn. Lòng thành của bà như được cảm ứng. Sau khi chứng kiến sự ra đi của bà, thì người con thứ hai, thứ ba, thứ tư của bà đều phát tâm trường chay. Những vị còn lại cũng phát tâm sớm chiều lễ Phật và dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, hầu cố gắng noi theo gương hạnh của bà. Thuật theo lời ông Lê Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Đức, con trai và dâu thứ sáu của bà, cùng ban hộ niệm.
Nguyễn Thị Sinh, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Sinh, tục gọi là bà Tám Gia, sinh năm 1916, cư ngụ tại ấp Thành Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Khéo, mẹ là Nguyễn Thị Cam. Bà có hết thảy là 9 chị em và đứng thứ 5 trong gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Văn Gia, người cùng lối xóm, sinh được một người con trai duy nhất, sau nuôi thêm một cô con gái, định cư tại chợ xã Trung An. Nhà số 109, tổ 12, sinh sống bằng nghề buôn bán và làm rẫy. Tính tình của bà rất hiền lành, cần kiệm, thích bố thí. Thuở nhỏ, vì gia đình nghèo nên bà không được đi học. Đến năm 30 tuổi, bà học lớn trong cuốn vần mà đứa con đang học. Mỗi khi rảnh, bà đọc theo. Dần dà kinh sách bà đọc được hết. Ký ức của bà rất tốt, kinh kệ đọc qua vài lần là bà thuộc liền. Năm 1967, bà bắt đầu tập ăn chay, lễ bái và kết giao với các bạn đạo như là bà Ba Vàng, bà Trương Thị Hần, bà Nguyễn Thị Chính, mạnh mẽ làm các việc phước thiện hơn trước. Đến tháng 10 năm 1970, bà phát tâm trường chay và có ý định chuyên tu. Bà nói với Hai Thành: "Con cất cho mẹ một cái cốc để mẹ lo tu hành giải thoát. Còn mấy cái đồ kinh doanh này là mấy cái đồ giả, mẹ không còn ham muốn giữ nó làm gì con ơi. Mẹ giao hết cho cha con, và con làm gì thì làm, chứ mẹ không có còn nghĩ gì tới nữa hết." Thấy vậy, ông chồng liền than rằng: "Gia đình đang làm ăn phát đạt mà mẹ mày không lo tiếp, sau này thất bại, nghèo khổ, người ta sẽ chê cười." Nhưng bà vẫn nhất quyết giao mọi việc lại cho chồng con. Từ đó, bà thường đến những liên hữu đã tu trước, có khi đôi ngày mới về nhà một lần, có khi đến 5-7 ngày mới về. Thế vậy, Hai Thành hỏi: "Mẹ đi đâu mà lâu quá mới về?" Bà đáp: "Mẹ đi kiếm nơi ẩn náu để lo tu hành." Đến năm 1974, bà thường hay đến chùa và đi viếng vùng bảy núi ở Châu Đốc cùng với một số bạn đạo. Bà còn bảo con mua cho một cái máy thu băng để bà nghe kinh giảng. Mỗi đêm bà thường mở máy từ 3 giờ khuya. Biết được quyết tâm tu hành tha thiết của bà, nên chồng và con mua nửa công đất cách nhà 1.700 mét ở xóm dưới, cất một gian nhà để bà tiện bề tấn đạo và cho đứa cháu gái lo việc chăm sóc hàng ngày. Vì bà cũng thường nhức đầu cảm lạnh. Có được gian tình thất thích hợp với sở nguyện, bà tinh chuyên lễ bái, chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương. Bởi vì ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người. Tâm như trong chóng giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Các việc xấu dỡ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo bới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới chứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Năm 1979, sau khi chồng mất, bà cảm nhận dầu tiền của lầu đài muôn dặm, khi chết rồi cũng nắm tay không, chẳng đem một cắt một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi. Nên bà hạ quyết tâm, thân là giả thân, đời là tạm đời, ham mấy cũng bỏ, mê mấy cũng thôi, đạt vọng tiêu theo xác, dục lạc tan theo hơi, giả tràng luống công xe cát, phút giây bao lượng sống đùa trôi, lấy đó mà suy rộng, việc trần sẽ thối lui, cầu được thân sen hồn Phật, dứt đường sinh tử luân hồi. Kể từ đó, bà càng tinh chuyên hành trì thêm hơn. Đến ngày 8 tháng 6 năm 1983, Hai Thành đi Thốt Nốt ghé thăm. Bà dặn: "Chiều nay con xuống ăn cơm với mẹ." Trong lúc dùng cơm, Hai Thành và đứa cháu nội vừa ăn vừa trò chuyện. Bà lại bảo: "Con về nói với vợ con, mai làm bánh cho mẹ ăn." Con nói: "Mẹ sắp về Phật rồi." Hai Thành không tin nên hỏi:
làm sao mà về được, về bằng cách nào? Bà đáp, tới ngày đó con biết liền. Sáng hôm đó, cô con dâu đã chuẩn bị sẵn bánh, dự định tan phiên chờ sáng sẽ đem xuống cho bà. Chẳng ngờ bà lót toát lên tới. Vì lúc nãy trời mưa tầm tã, vừa lên tới nhà bà nói: trời mưa hoài đi bộ không được nên mẹ đi xuồng, lên đây ngủ một đêm, đến 12 giờ mẹ theo Phật. Hai Thành đứng hoài nghi, vội bảo vợ dọn bánh cho bà ăn. Bà nói: mẹ lạnh quá không ăn được. Hai Thành bèn nhóm lửa hơ cho bà, vì mưa ướt cả người. Bà bảo: trùm mền lại cho ấm và rước anh ba thơm, lương y gần đó đến xem mạch cho các con biết mà lo, chứ mẹ không sợ chết đâu. Trước sau mẹ cũng về với Phật, đêm nay đúng 12 giờ. Hai Thành nói nhỏ với vợ: mẹ như vậy chẳng lẽ chết sao? Mẹ có đau gì đâu. Nếu 12 giờ mà không có như mẹ nói, người ta sẽ cười á. Bà lại bảo cô con dâu sai mấy đứa cháu qua nhà bà Ba Vàng, vốn là bạn thân thiết của bà, xin ba bông sen để bà cầm về Phật. Nhà bà Ba ở rạch Sa Mau, cách nhà bà chừng một cây số. Chiều tối đứa cháu nội đến xin bông. Bà Ba đốt đèn đi hái bông sen, nhưng chỉ được 2 bông. Bà mới ngắt thêm 1 bông huệ gộp chung cho đủ 3, rồi bà giao cho đứa bé. Đứa cháu nội đem về trình lên bà. Bà nói: vậy cũng được. Đến chiều tối thầy lương y mới tới. Bà nói: nhờ anh ba xem mạch giùm, có làm sao nói vậy cho con cháu tôi biết, tôi không có sợ chết đâu anh ba. Chẩn mạch xong, thầy lương y đáp: mợ Tám không sao đâu, chỉ tỳ hơi yếu và bị lạnh thôi, khỏi hút thuốc. Ông nhắc lại đến 2 lần. Khi thầy ba ra về, bà vợ đưa ra bộ ngựa phía trước. Đến 9:40, bà mệt nhiều. Bà con xung quanh xúm lại khoảng 20 người, hiệp cùng gia đình niệm Phật. Một lát sau bà hết mệt, kêu Hai Thành đến dặn dò hậu sự. Khi mẹ giảng sanh rồi, con phải làm theo lời dặn, chớ trái ý. 1. Sau 8 giờ mới được động đến thân. 2. Dùng 7 miếng vạt để cất xác. 3. Trong thân tộc và con cháu khi đi chôn, không nên mượn người ngoài làm nhọc bà con. 4. Tuần thất và cúng phải làm chay. 5. Không được đem theo món gì, quần áo còn tốt thì nên bố thí cho người nghèo. 6. Chôn mã đất, đừng làm mã đá. 7. Ngày giỗ có chi cúng nấy, hãy cúng chay chứ đừng cúng mặn, tội lắm. Con phải nghe lời dặn của mẹ, ở lại ráng lo tu hiền. Nhắn nhủ xong, bà hỏi: mấy giờ rồi? Lúc đó 11:50 đêm. Hai Thành đáp: mới hơn 10 giờ. Vì sợ nói mà không làm được như lời sẽ bị người ta cười, nên Hai Thành mới đáp như thế. Bà bảo tiếp: đưa 3 cái bông đây để mẹ cầm về Phật. Bà cầm lấy bông và chắp tay vào ngực, bắt đầu thở mạnh. Khi ấy, cô Ba Liên, nhà kế bên, lấy dầu nước xanh hiệu Con Sốc thoa vào mũi bà. Bà bèn nói: cô đừng thoa vô, chất dầu này là đồ quế trượt lắm, mau lấy khăn nhúng nước lau sạch, mau đi. Khi cô con dâu lau rồi, bà gật đầu và nói lời cuối cùng: bà con ở lại ráng tu hiền đặng về Phật. Nói xong, bà thở hơi ra, từ từ buông 3 bông rơi xuống, nằm trên ngựa rồi xuôi tay, thẳng chân, nhẹ nhàng ra đi. Lúc này là 0:05, ngày 10/6/1983. Ở bên ngoài, những người xung quanh thấy trên nóc nhà của bà sáng hực, họ ngỡ là nhà cháy. 3-4 người cầm thùng, cầm thao chạy xuống sông múc nước. 3-4 người chạy đến nhà đập cửa. Đúng lúc bà vừa mới mất. Đồng đạo hai tinh lần lượt kéo tới hộ niệm đến 9 giờ sáng. Bà hưởng thọ 67 tuổi. Gần đến giờ liệm, Liên Hữu tư thiệp: bà con cô cậu ruột với Hai Thành nói với Hai Thành rằng mợ Tám chắc ăn đã về Phật rồi. Hai Thành hỏi: làm sao anh biết? Tư thiệp đáp: chú mày không tin, sợ đến đầu đi. Nó nóng như đưa tay vô nồi cơm đang sôi vậy đó.
Hai Thành y theo lời, quả thật nóng ran cả bàn tay. Cái chết của bà thật đẹp, thật bình yên, cũng chính là nỗi âu ước của bao người con Phật. Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thuật theo lời Hai Thành, con trai của bà. Vị khách đến sớm. Ngày mai là tiết thanh minh rồi. Từ đầu xuân đến giờ tôi bận rộn suốt, không hề được nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều, lúc giảng pháp cho chư Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi. Quả thật, tôi rất thèm có thời gian được nghỉ, nhưng ước mơ này xem ra cũng khó với tới. Khuya này ngủ không được, tôi quyết định thức dậy tụng khóa sớm. Như mọi lần, tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra, vừa nhìn bên ngoài thì bủng rủng hết hồn. Tuy còn khuya, nhưng bầu trời ở Đông Bắc tương đối sáng tỏ hơn thành thị. Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trước mặt mình hiện sừng sững một nữ quỷ tóc xõa dài, hai chân cách đất, không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che phủ hết. Nếu như chuyện bình thường thì tôi không sợ, nhưng hôm nay do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc miệng ra. Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào. Họ nói với tôi, cô gái này thường đến đây cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát hiện, có lẽ cô cùng người có duyên đó. Giờ chúng tôi hàng ngày luôn tụng kinh hồi hướng cho chúng sinh, nên có thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng? Thần bảo tôi, nếu muốn giao lưu với nữ quỷ này, xin người hãy định tĩnh, dùng tâm trò chuyện với cô ta. Thế là tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm. Tôi hỏi nữ quỷ bằng tư tưởng, vì sao cô hiện hình nhát tôi? Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc. Tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết làm sao để cô ngưng khóc, liền đưa tay sờ vào cô định vỗ về. Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào phát hiện cảm giác trống rỗng như hư vô. Tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết làm sao an ủi cô. Nhìn thái độ chân hững của tôi, nữ quỷ bắt tức cười lên tiếng, tôi biết người tên gì, cũng biết người luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe kinh đã được một tháng rồi, hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị người thức dậy quá sớm và phát hiện. Người mệt như thế mà hằng ngày còn bỏ công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ. Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi, xin người hãy niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, thì lập tức hình dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm người sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt. Cũng xin người hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất nặng, sẽ làm tổn hại đến người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 10 lần. Kỳ tích xuất hiện, nữ quỷ liền biến thành xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta. Trông cô rất khả ái. Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh Phật cho, vì rất có ích cho chúng sinh. Tiếp đến, cô kể tôi nghe, cô là người sinh ra ở địa phương này, năm 19 tuổi nhảy lầu chết. Cô kể mình hiện là oan hồn cô độc, do tôi tự tử nên không được đầu thai, phải ở nơi cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạc vất vưởng trong dân gian. Tôi hỏi, vì sao cô chẳng đọa địa ngục? Cô đáp, ác nghiệp của tôi chưa đáng phải vào địa ngục. Nhưng dù tôi không xuống địa ngục, thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là bao. Bởi vì hằng ngày cứ đúng giờ khắc, tôi đã tự sát chết như thế nào,
thì phải tái diễn lại y hệt vậy. Nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử, nếm lại cảm giác dung thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu này suốt 10 năm rồi. Ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử như thế. Khổ không thể tả. Chưa kể kiếp quỷ bất như ý, dứt dưỡng đối khác, khổ hơn làm người ức vạn lần. Nếu biết như vậy, tôi đã không tự tử làm chi. Nữ quỷ kể, 10 năm trước, sau khi cha mẹ cô ly hôn, tòa phán quyết cô về ở với mẹ. Nhưng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ. Sau đó vì ông cha ghẻ đồi bại này cưỡng hiếp cô, cô mét lại với mẹ ruột. Nhưng bà chẳng những không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất đứng từ trên lầu nhà mình nhảy xuống tự sát. Cô còn nói rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng. Cô nói: chẳng phải nhà đồ đệ người ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi chỉ có 11 căn. Chiều đó tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình. Đúng là đã tìm ra nhà mẹ nữ quỷ. Khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thật có việc này. Nữ quỷ lại kể cho tôi nghe cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ, làm cho cha ghẻ bị mắc bệnh ung bú ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhưng bà lại chẳng tin. Cô bảo tôi cô làm cho mẹ bị giả quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm khốn đốn. Cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm để tương lai thoát khổ. Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho tôi biết sự thật. Tôi rất não lòng vì thấy cô quá đáng thương. Mới 19 tuổi đầu mà sao cô quá khổ như vậy. Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt, nên tôi muốn ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc mẹ cô, bởi vì chúng tôi chưa từng quen biết bà. Nếu kể rõ mọi chuyện về tình cảnh và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, minh bạch nhân quả. Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã một tháng rồi. Khoảng 6 tháng nữa cô sẽ được sinh về cõi trời, đến một nơi rất tuyệt mỹ. Cô còn nói người thế gian hiện tại ngu giống y như tôi hồi xưa vậy. Tuy được mang thân người, nhưng đa số bọn chúng thảy đều không biết trân quý. Vì vậy người nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi người biết, khuyên họ không nên tự tử. Phải hiểu rằng quả báo tự sát rất đáng sợ, rất thống khổ, chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Được mang thân người là rất quý hiếm mà không biết. Nếu cứ mê bụi phụ bỏ thân người rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn bụi. Thống khổ này không kể xiết. May giờ có người và chư vị khác tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn đến nghe mà tương lai được thăng thiên. Nói xong cô nói với tôi: gà gáy rồi, cô phải đi ngay, vì cô không thể nhìn thấy mặt trời. Nữ quỷ đi rồi, tâm tư của tôi trở nên nặng nề. Tôi thầm nghĩ, người thời nay chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là do quan gia trái chủ tìm đến trả thù, báo oán. Người ta ngày ngày vào bệnh viện mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn năn, lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện để cứu chuộc các tội đã làm. Mà dù họ chịu thực hành đi nữa, nhưng chỉ cần tụng vài biến kinh chưa thấy có hiệu quả thì đã vội kết luận là Phật gạt lừa người, rồi vứt hết công phu. Tại sao bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình
nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết bao nhiêu tội nghiệp chứ. Con người thối thường, làm gì cũng muốn thu vào, không chịu cho ra. Hiện tại tôi rất đuối mệt vì chuyện giao tiếp, bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ đắc tội với nhiều người. Nhưng các bạn có biết chăng, hiện nay người nói lời thật không có nhiều đâu. Tôi viết như vậy không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng những lời xây dựng giúp bạn hoàn thiện phẩm hạnh thì nên chịu khó lắng nghe, tiếp thu. Ngày mai là tiết Thanh Minh rồi, người ta sẽ đốt vàng mã bên đường rất nhiều, nhưng tôi không thấy vui chút nào. Các bạn biết vì sao không? Bởi tôi nghĩ, thay vì đốt vàng mã, các bạn nên tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho người đã khuất, thì tổ tiên và thân nhân các bạn sẽ được nhiều lợi ích. Nếu có thể tu sửa bản thân, ăn chay, hành thiện, phóng sinh, bố thí, tụng kinh, đem công đức đó hồi hướng cho quyến thuộc nhiều đời tiêu diệt, siêu bạc toàn bộ thân nhân đã khuất, thì đây mới là đại hiếu chân chính. Đang viết đến đây thì chợt nghe ông lão dưới lầu qua đời, con cái báo hiếu bằng cách mướn nguyên đồ nhạc, cho đàn trống rùm beng diễn tấu sùm, có đủ các khúc ca cổ lẫn ca tân. Mắt tôi bỗng ướt đẫm. Trời ạ, đến bao giờ người ta mới hiểu và chịu thực hành hiểu đạo chân chính đây? Ngó bộ hôm nay đội hòa nhạc đang hòa tấu ầm ĩ kia sẽ quấy rầy tôi và cả khu phố này suốt đêm. Chân ngữ. Lời người dịch. Trước đây khi nghe Ngài tuyên hóa giảng là những người tự tử chết đi rồi, ngày nào cũng phải diễn lại cảnh tự sát của mình, tôi hoài nghi không tin. Nhưng bây giờ câu chuyện này đã khiến tôi phải suy gẫm. Thêm nữa, Kinh Phật nói rằng danh hiệu Phật có uy lực thù thắng vi diệu vô cùng, do công đức tu tập hoàn hảo và đại nguyện của các ngài chiêu cảm nên. Chúng ta ở cõi người, có muốn kiểm chứng thì cũng là kinh nghiệm cá nhân tự biết, do không phổ cập nên ít người hiểu rõ. Khi dịch câu chuyện tới chỗ nữ quỷ yêu cầu niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai là một trong bảy vị Phật được nêu danh xưng niệm trong bài Thí Thực Cúng Vong, thì nhan diện cô lập tức chuyển tốt, chứng tỏ cổ đức khi biên soạn bài kinh này đã hiểu sự huyền diệu của các thánh danh. Ở cõi người chúng ta không thấy biến hình rõ rệt và nhanh như cõi quỷ, nghĩa là khi các pháp hội lễ sám được tổ chức, các chúng sinh vô hình đến nghe kinh phát tâm hoan hỷ thiện lành, nhờ đó mà sắc thân chuyển tốt. Nếu là quỷ đói thì được no đủ, thậm chí còn được chuyển sinh sang thiện cảnh ngay, nhờ chuyển ác tâm thành thiện tâm. Do đó mà chư thánh xưa từng tổ chức lập đàn tràng sám pháp cầu cho người dương kẻ âm trên bờ dưới nước. Nhưng để người cầu cho vẫn không bằng tự tu. Kinh cũng giải thích, nếu nhờ người cầu hay tạo phúc cho thì người thực hành sẽ hưởng phúc sáu phần, còn kẻ được hồi hướng chỉ hưởng được một phần. Và các kinh điển luôn nhắc bản thân mỗi người nên tự tu để hưởng trọn thành quả công phu. Kinh Địa Tạng được xác nhận là một bộ kinh tiêu tội tiêu nghiệp, tăng công đức rất nhanh nhờ uy lực đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Nhưng đã có người bị bệnh nan y, lo phóng sinh, hành thiện, tụng đến 108 bộ mà vẫn không có kết quả. Khi họ hỏi, Quả Khanh giải thích là do người tụng còn ăn mặn, vì vậy người ăn mặn tụng sẽ không linh. Phải cử ngũ tân, ăn chay trì giới, giữ thân khẩu ý thanh tịnh và định tâm chuyên nhất mà tụng sẽ thấy hiệu quả rất nhanh. Việc này xin để độc giả tự thực nghiệm kiểm chứng.
Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây, mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu vỡ máu tuôn. Cho hết dãy dụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ. Tôi cứ tỉnh bơ, nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường đọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi các bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói, nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Dần đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh chăng? Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia, có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu.
Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng. Nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó, mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra, thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ, ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật, hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này, nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng, nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn 3 bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức, cùng với 5-3 bạn dậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo, hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dồn đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi, ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy, kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm. Nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả, thì sao bị xe đụng chết? Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây...
Nguyễn Thị Thoại, 88 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thoại sinh năm 1919, quê quán tại xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Lược, cư ngụ tại xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà có tất cả là 6 người con gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra, còn làm nhiều nghề khác như nấu rượu, nuôi heo, xay gạo và mua cá linh ủ mắm để bán. Đến năm 1972, vào khoảng tháng 6, ông chồng bị tai nạn ghe máy, khi chuyển tới bệnh viện thì qua đời, bỏ lại một đàn con thơ côi cút. Cô con gái út hãy mới lên 10 tuổi. Từ đó, đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha, sớm hôm tảo tần nuôi con, bon chen với xã hội, vật lộn với cuộc sống để tạo ra chén cơm manh áo. Bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là vất vả, gót chân trần dông ruổi mãi ngày đêm. Đã sinh vào cõi bi thương, trăm ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, tháng năm đầy những khổ hình, sầu đau chồng chất, tội tình hòa tai, ngao ngán kiếp sống đọa đài, ngậm ngùi thân phận lạc loài thê lương, lạnh lùng đêm vắng canh trường, buốt lòng lữ khách bên đường mưa giăng. Ngẫm nghĩ về nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, thấm thía với nắng mưa sương gió của đời mình, nên năm 1975, bà phát tâm trường chay, sớm chiều hai thời lễ Phật. Tuy vậy, hạt giống Bồ đề vẫn còn yếu ớt, mãi đến gần cuối thập niên 80 trở đi mới thực sự đâm chồi nảy lọc. Lúc này bà thường xuyên tham dự các kỳ Phật thất tổ chức mỗi tháng một lần tại phòng thuốc nam của cô Bảy Lánh ở chợ Thốt Nốt. Nhờ nghe Chư Liên Hữu giảng giải Phật pháp hàng tháng vào dịp Phật thất, nền tảng tịnh tông của bà dần dần được hình thành và thực sự kiên cố. Tín tâm mỗi lúc một sâu chắc, nguyện lực mỗi lúc một thiết tha, cộng thêm sự trợ duyên của các bạn đạo, bà đã hành trì ngày một tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, bà còn tham gia thêm các ngày niệm Phật được tổ chức định kỳ tại chùa Thanh Quang hoặc tại nhà chư đồng đạo các nơi. Công khóa lễ bái của bà cũng được tăng thêm 4 thời trong ngày, 24 giờ. Lúc này tính tình bà thay đổi nhiều so với những tháng năm trước đó, luôn vui vẻ dễ dãi nên ai ai cũng đều kính mến. Như dần trăng tròn rồi khuyết, như nước sông lớn rồi rộng, có người trên cõi đời này cũng thế. Thời thanh xuân cường tráng đã trôi qua, thì phải đến lúc già nua và bệnh tật. Năm 2004, do sức khỏe yếu, bà không còn tới lui các khóa niệm Phật, mà chỉ ở nhà chăm chỉ tu hành. Thỉnh thoảng Chư Liên Hữu ghé thăm, khuyến tấn, bà vô cùng cảm kích và vui mừng. Bà hết lòng tin tưởng vào lời thề nguyện của Đấng Từ Phụ A-di-đà. Bà tin chắc thật rằng khi lâm chung sẽ được Ngài tiếp độ giảng sanh về thế giới cực lạc. Nên ngày ngày bà đều thỉnh nước cúng để uống thay thuốc, thể theo lời chỉ dạy: thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban. Bằng cái nhìn thế gian thường tình rằng, một khi đã lâm vào hoàn cảnh bệnh hoạn thì đó là bất hạnh. Nhưng đối với những ai khao khát tìm cầu thoát ly sanh tử luân hồi thì lại là dịp hy hữu tốt lành. Kể từ đó, sự niệm Phật của bà ngày một chí thiết chí thành hơn. Mẹ đấy con, dù cho nhồi quả, tự nhủ lòng chớ già đúng nao, càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con, lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành, chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con, mỗi khi nguy khốn mà vẫn vui không núng tim gan, là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Hai năm sau, vào năm 2006, bà phát bệnh nặng, các con đưa đi nhập viện tại Thốt Nốt, kế đó chuyển lên bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa cột sống. Vài hôm sau, bà xuất viện về nhà. Kể từ đó, thể trạng của bà kém dần, ít đi đứng mà nằm nhiều hơn, đặc biệt là tay bà lúc nào cũng lần chuỗi. Gần cuối năm, ngày 12 tháng 10 năm 2006,
Bà bệnh trở nặng, thân nhân cho vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ điều trị. Bà thường lên cơn mê sản, miệng cứ đọc xám kệ gian dội suốt ngày suốt đêm. Bác sĩ dùng thuốc trấn kinh an thần, cứ tăng liều dần, cho đến gấp 3 lần so với bệnh nhân thường, mà chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. Ba hôm sau cũng thế, nên thân nhân xin bác sĩ cho bà ra về. Về nhà, nằm trên giường, bà thường thấy đám con nít vào đầy cả nhà, liền bảo các con đuổi chúng ra. Có khi bà nhìn thấy gạo đổ đầy trên đất, liền kêu gọi mọi người lụm lên tiếp. Có lần thấy cá thật nhiều, có lúc thấy đứa em trai và đứa em gái đã mất, đến lôi chân của mình kéo đi. Bà giãy chân và nói là không đi. Vì biết đây là quả báo do túc nghiệp nhiều đời trước, nên chư Liên Hữu đề nghị các con cháu phát tâm làm các việc phước thiện như phóng sanh, in địa ấn tống để hồi hướng công đức và cầu an cho bà. Các đồng đạo được sự thỉnh mời của gia đình nên đến cầu an hộ niệm cho bà rất đông. Đến ngày thứ ba thì bệnh tình dường như khỏi hẳn. Khi thần trí minh mẫn trở lại, bà nói với mọi người nên cầu nguyện thêm cho bà vài hôm nữa. Các con của bà tiếp tục tổ chức, đến ngày thứ 9 mới dừng lại. Tháng Giêng năm 2007, bà phát bệnh lại, sức khỏe càng kiệt rõ rệt. Trước khi mất 10 ngày, bà không ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước. Tuy vậy, bà vẫn tỉnh táo, sáng suốt, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Khi các con và rể ghé thăm, bà dặn dò: các con nên sắp xếp công việc làm ăn để đưa má theo Phật. Chiều ngày mùng 1 tháng 2, bà mệt nhiều, thân nhân tề tự cầu an và hộ niệm đến 12 giờ khuya. Cơn mệt mỗi lúc một tăng thêm. Các con đưa bà ra nhà trước, trợ niệm mãi đến 4 giờ sáng. Hơi thở bà yếu dần và nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc ấy là mùng 2 tháng 2 năm 2007, bà hưởng thọ 88 tuổi. Chư đồng đạo hay tin lũ lượt kéo đến hộ niệm thêm 6 giờ đồng hồ nữa. Sau đó khám nghiệm thì toàn thân đều lành, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm, nét mặt sáng rỡ hơn so với bình thời. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, người con gái thứ 5 Lê Thị Bo vào dọn dẹp giường nằm hàng ngày của bà. Khi cuốn mùng lại thì nghe có mùi thơm lạ, bèn chạy ra gọi mấy đứa cháu ở xóm đến xem. Chúng cũng ngửi được mùi thơm lạ lùng như chị. Kể từ đó, vợ chồng chị cũng phát tâm lễ Phật trường chay. Thuật theo lời Lê Thị Bo, con gái của bà. Nguyễn Thị Tý, 90 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tý sinh năm 1922. Cha là cụ ông Nguyễn Văn Ngà, mẹ là cụ bà Phan Thị Mão. Bà có tổng cộng là 7 anh chị em và bà đứng thứ 7 trong gia đình. Khi lên 28 tuổi, bà kết hôn với ông Lê Văn Bính, cư ngụ tại khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Hằng ngày gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng rẫy. Thuở nhỏ bà không có đi học, được người quen chỉ chút ít và thường nghe băng đĩa đọc giảng, nên dần dần bà cũng đọc được rất nhiều kinh kệ. Tính tình bà hiền lành, giản dị, siêng năng, cần mẫn, nhẫn chịu khổ khó trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, bà thường phải đối diện với nhiều chướng ngại khó khăn, nhưng bà không hề oán hờn, trách than, mà trái lại. Có lẽ đây là những động lực giúp cho thiện căn quá khứ sớm đâm chồi nảy nở. Thế nên năm 1976, bà phát tâm trường chay, niệm Phật cầu sinh tịnh độ, hầu thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi,
đầy thống khổ và kiếp sống vô thường tạm bợ, như lời nhận định của cổ đức: hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu, càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn. Những điều sầu khổ ngàn muôn, mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau. Người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Ấy là định mạng người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư? Há không cầu đạo chân như, để mau giải thoát kiếp người trần gian, dứt xong ba nẻo sáu đàn, quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ngai. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa sen cực lạc ngồi hoài tự do. Tu hành cần phải sớm lo, tử sanh là việc lớn to của người, nan tri sống chết nay mơi. Mau tu kẻo chẳng kịp trời kêu tên, ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Vào năm 1977, bà giao phó hết việc nhà cho các con, còn phần mình thì dành hết thời gian đi làm đạo và công phu lễ niệm nhiều hơn, để chuẩn bị chu toàn cho quãng đời còn lại của mình. Cũng từ đây, đời sống của bà ngày càng thêm giản dị. Bà luôn kỹ mướt phần mình, nhất là từ miếng ăn cho đến tắm mặt, để lo bố thí giúp người, tham gia các công tác từ thiện xã hội. Thỉnh thoảng, bà cùng các bạn đạo như bà Nguyễn Thị Thoại, Nguyễn Thị Chính đi cầu nguyện làm tuần, hộ niệm cho bạn đạo quanh vùng và thường xuyên tham dự các khóa niệm Phật tổ chức tại chùa Thanh Quang, chùa Tây Lâm Phước hoặc các nhà của chư đồng đạo. Dù hoàn cảnh thời tiết mưa nắng thế nào, bà cũng không vắng mặt. Con cháu cũng như xóm giềng, ai cũng đều cảm mến hạnh đức của bà. Hàng ngày, bà cũng thường khuyên nhắc các con cháu phải biết lo tu hiền, tin sâu Phật Pháp. Mỗi khi nói chuyện với ai, bà cũng chỉ đề cập đến chuyện tu hành niệm Phật mà thôi. Bà chưa hề nói chuyện bông lông và chuyện xấu dở của người. Đến năm 83 tuổi, do vì lớn tuổi, đi lại không thuận tiện, nên bà chỉ ở nhà, chuyên lo niệm Phật, không còn tham dự những khóa tu ở các nơi như trước nữa. Mỗi ngày bà hành trì bốn thời. Lễ Phật xong thì bà ngồi niệm Phật từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Sau giờ cơm trưa, bà đi kinh hành, niệm Phật 9 dòng rồi mới đi nghỉ. Ngày nào cũng đều đặn như thế, không thiếu sót. Ngoài ra, trên tay bà lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần niệm Phật. Rảnh rỗi, bà cũng thường nghe băng đĩa. Bà thường nghe đi nghe lại nhiều lần, và tâm đắc nhất là quyển Khuyến Thiện của Ngài Vô Danh Cư Sĩ. Thỉnh thoảng có liên hữu Tư Đậm, Tư Rô ghé thăm, hướng dẫn về pháp môn tịnh độ và sách tấn tinh thần cho bà, thì bà chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thích thú lắm. Cũng trong thời gian này, do bà có tính cẩn thận chu đáo, phần thì thấy mình đã quá lớn tuổi, lại thêm con cháu trong gia đình chưa am hiểu gì nhiều về Phật Pháp, nên bà đã âm thầm chuẩn bị sắp xếp mọi thứ về hậu sự của mình, từ y phục cho đến cách thức hộ niệm và việc chôn cất. Bà có thói quen khi nào bệnh, bất cứ là bệnh gì, thì thỉnh nước cúng uống với giấy vàng. Trước khi uống, bà chí tâm cầu nguyện, nên tất cả đều biến thành linh dược. Do con bà không hiểu và không tin, bèn đem giấy vàng cất giấu đi. Nên đến tháng Giêng năm 2010, bà đi cầu nhiều lần và nôn ra rất nhiều chất bã màu đen. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện. Mặc dù bà không muốn nhưng vẫn chiều theo ý các con. Đến bệnh viện Thốt Nốt, bác sĩ chẩn đoán là bệnh xuất huyết dạ dày. Điều trị khoảng 1 tuần thì xuất viện. Về nhà thời gian không lâu thì bệnh lại tái phát. Có lần mất máu quá nhiều,
phải chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ để truyền máu. Mỗi lần truyền khoảng 600-800ml. Bệnh cứ dây dưa như thế suốt gần 2 năm. Mặc dù bệnh khổ, nhưng tinh thần của bà rất vững, chưa hề quẫu quọ, rên than. Bà chỉ nằm im niệm Phật. Ai đến thăm, bà cũng chỉ lo lần chuỗi niệm Phật. Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2012, bà phát bệnh trở lại. Lần này thể lực của bà suy giảm trầm trọng. Sau một tuần lễ thì bác sĩ cho bà ra về, vì thấy bà đã quá già yếu. Về nhà, bà không còn đi lại được nữa, cũng không còn tự chủ được về sự tiểu tiện, vệ sinh của mình. Bà phải hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc giúp đỡ của con cháu. Lúc này tay của bà yếu, không còn lần chuỗi được nữa, nhưng trái lại, bà rất tỉnh táo, không hề tỏ vẻ khổ đau, sợ hãi. Lúc nào bà cũng nhếch môi niệm Phật. Mỗi khi đau đớn nhiều, bà càng niệm Phật tha thiết, bởi muốn cho con cháu khỏi phải khổ cực vì phải lo chăm sóc cho mình, nên lúc nào bà cũng tha thiết niệm Phật, cầu sớm được Đức Phật rước về cực lạc. Bà hạn chế tối đa về việc ăn uống, có khi chai nước lọc bên cạnh chỗ nằm để thấm giọng mà bà uống rất lâu ngày mới hết. Có đêm nọ, bà đau nhiều quá, bà chí thành niệm Phật, cầu xin Đức Phật sớm tiếp dẫn bà về cực lạc. Một lát sau, bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Con hết đau rồi." Sáng lại thì bà cảm thấy trong người nhẹ nhàng, không còn đau nữa. Từ đó, bà càng vững tin hơn vào công đức của câu vạn đức hồng danh. Sự tín tâm, nguyện tâm của bà ngày càng thêm tha thiết và sâu chắc hơn, nên bà cũng kể cho một ít bạn đạo nghe về điều huyền diệu này, những mong khích lệ lẫn nhau. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2012, vào khoảng 4 giờ chiều, bà mệt nhiều. Bà nhờ con cháu đưa bà ra bộ ngựa nhà trước, rồi mời đồng đạo đến hộ niệm cho mình. Hay tin bà mệt, chư liên hữu xúm lại cầu an và luân phiên hộ niệm xuyên suốt cho bà. Lúc ấy, bà vẫn nhếch môi niệm Phật theo. Trước khi mất 15 phút, bà nhờ con cháu đỡ ngồi dậy. Bà ngước mắt nhìn lên ngôi Tam Bảo, rồi khoát tay bảo đỡ nằm xuống, cứ như vậy đủ 3 lần. Sau khi nằm xuống, bà nằm nghiêng bên phải, rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người đang hộ niệm như ngỏ lời cảm ơn và từ giã. Rồi bà an nhiên chắp tay niệm Phật mà ra đi trong âm thanh vang rền Phật hiệu của hơn 20 đồng đạo. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút, chiều ngày 23 tháng 7 năm 2012, bà hưởng thọ 90 tuổi. Sau 12 tiếng hộ niệm, gương mặt bà càng thêm rạng rỡ, vui tươi, hai tay vẫn còn chắp nơi ngực, trong tư thế nằm nghiêng kiết tường, các khớp xương đều mềm dịu. Điểm đặc biệt là trước khi mất 2 tháng, lưng bà bị gù rất nặng, không thể nằm ngửa được, mà chỉ nằm nghiêng một bên. Nhưng sau khi mất, lưng bà không còn gù nữa, mà nằm ngửa trở lại được. Chư liên hữu khám nghiệm thì toàn thân bà đều lạnh, vì chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Lúc bình thời, bà luôn mong mỏi con cháu của bà sớm lo tu hiền, ăn chay niệm Phật, để sau này linh hồn cũng được Đức Phật tiếp dẫn. Lòng thành của bà như được cảm ứng. Sau khi chứng kiến sự ra đi của bà, thì người con thứ hai, thứ ba, thứ tư của bà đều phát tâm trường chay. Những vị còn lại cũng phát tâm sớm chiều lễ Phật và dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, hầu cố gắng noi theo gương hạnh của bà. Thuật theo lời ông Lê Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Đức, con trai và dâu thứ 6 của bà, cùng ban hộ niệm.
Nguyễn Thị Sinh, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Sinh, tục gọi là bà Tám Gia, sinh năm 1916, cư ngụ tại ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Khéo, mẹ là Nguyễn Thị Cam. Bà có hết thảy là 9 chị em và đứng thứ 5 trong gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Văn Gia, người cùng lối xóm, sinh được một người con trai duy nhất, sau nuôi thêm một cô con gái, định cư tại chợ xã Trung An. Nhà số 109, tổ 12, sinh sống bằng nghề buôn bán và làm rẫy. Tính tình của bà rất hiền lành, cần kiệm, thích bố thí. Thuở nhỏ, vì gia đình nghèo nên bà không được đi học. Đến năm 30 tuổi, bà học lớn trong cuốn vần mà đứa con đang học. Mỗi khi rảnh, bà đọc theo. Dần dà kinh sách bà đọc được hết. Ký ức của bà rất tốt, kinh kệ đọc qua vài lần là bà thuộc liền. Năm 1967, bà bắt đầu tập ăn chay, lễ bái và kết giao với các bạn đạo như là bà Ba Vàng, bà Trương Thị Hần, bà Nguyễn Thị Chính, mạnh mẽ làm các việc phước thiện hơn trước. Đến tháng 10 năm 1970, bà phát tâm trường chay và có ý định chuyên tu. Bà nói với Hai Thành: "Còn cất cho mẹ một cái cốc để mẹ lo tu hành giải thoát. Còn mấy cái đồ kinh doanh này là mấy cái đồ giả, mẹ không còn ham muốn giữ nó làm gì con ơi. Mẹ giao hết cho cha con và con làm gì thì làm, chứ mẹ không có còn nghĩ gì tới nữa hết." Thấy vậy, ông chồng liền than rằng: "Gia đình đang làm ăn phát đạt mà mẹ mày không lo tiếp, sau này thất bại, nghèo khổ, người ta sẽ chê cười." Nhưng bà vẫn nhất quyết giao mọi việc lại cho chồng con. Từ đó, bà thường đến những liên hữu đã tu trước, có khi đôi ngày mới về nhà một lần, có khi đến 5-7 ngày mới về. Thế vậy, Hai Thành hỏi: "Mẹ đi đâu mà lâu quá mới về?" Bà đáp: "Mẹ đi kiếm nơi ẩn náu để lo tu hành." Đến năm 1974, bà thường hay đến chùa và đi viếng vùng bảy núi ở Châu Đốc cùng với một số bạn đạo. Bà còn bảo con mua cho một cái máy thu băng để bà nghe kinh giảng. Mỗi đêm bà thường mở máy từ 3 giờ khuya. Biết được quyết tâm tu hành tha thiết của bà, nên chồng và con mua nửa công đất cách nhà 1.700 mét ở xóm dưới, cất một gian nhà để bà tiện bề tấn đạo và cho đứa cháu gái lo việc chăm sóc hàng ngày. Vì bà cũng thường nhức đầu cảm lạnh. Có được gian tình thất thích hợp với sở nguyện, bà tinh chuyên lễ bái, chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương. Bởi vì ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người. Tâm như chông chóng giữa trời, Phật thì một niệm còn 10 niệm ma. Các việc xấu dớ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo bới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới chứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Năm 1979, sau khi chồng mất, bà cảm nhận dầu tiền của lầu đài muôn dặm, khi chết rồi cũng nắm tay không, chẳng đem một cắc một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi. Nên bà hà quyết tâm, thân là giả thân, đời là tạm đời, ham mấy cũng bỏ, mê mấy cũng thôi, đạt vọng tiêu theo xác, dục lạc tan theo hơi, giả tràng luống công xe cát, phút giây bao lượng sống đùa trôi, lấy đó mà suy rộng, việc trần sẽ thối lui, cầu được thân sen hồn Phật, dứt đường sinh tử luân hồi. Kể từ đó, bà càng tinh chuyên hành trì thêm hơn. Đến ngày 8 tháng 6 năm 1983, Hai Thành đi Thốt Nốt ghé thăm. Bà dặn: